Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 11. Mã Sơn nói với bọn họ, đương nhiên hai người vui vẻ đồng ý. Như vậy, Mã Sơn lái xe, chở Lý Dục Thần, Di Tình và Hứa Quốc Lập cùng về thành phố Hòa. Còn chưa ra khỏi thành phố, Lý Dục Thần nhận được điện thoại của Hồ Tu Nhất, nói là bố của ông ta muốn anh đến đó một chuyến, có thứ cần đưa cho anh. Lý Dục Thần chỉ đành bảo Mã Sơn quay xe về Đồng Khánh Đường. Hồ Tu Nhất đã đợi ở cửa từ lâu, lần này, thái độ của ông ta vô cùng cung kính, coi Lý Dục Thần như trưởng bối. Bảo vệ của Đồng Khánh Đường nhìn thấy cảnh này, trong lòng đầy hoài nghi, đầu tiên là Tôn Lam Thanh, bây giờ là Hồ Tu Nhất, rốt cuộc người thanh niên này có lai lịch thế nào? Bảo vệ đứng thẳng người, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Lý Dục Thần và Hồ Tu Nhất biến mất khỏi cổng vòm bên trong. Người buôn vé ghé đến hỏi anh ta, nhìn cái gì đấy? Bảo vệ nhìn người buôn vé một cái, bỗng nhiên tức không để đâu cho hết, bực bội mắng, cút. Hồ Tu Nhất trực tiếp dẫn Lý Dục Thần đến thư phòng của Hồ Sư Ước. Hồ Sư Ước vừa gặp Lý Dục Thần liền nói, cậu Lý, châm pháp của cậu thật quý giá, tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy thật hổ thẹn, cho nên chuẩn bị một ít đồ để tỏ lòng biết ơn. Lý Dục Thần nói, tôi đã lấy hoàng tinh của nhà ông, không ai nợ ai, ông Hồ hà tất phải để trong lòng. Hồ Sư Ước lắc đầu nói, hoàng tinh nhỏ bé, đâu thể so được với quỷ môn thập tam châm. Huống hồ cậu chỉ lấy có một chút như vậy. Nói xong, ông ta mở chiếc hòm đã chuẩn bị sẵn trên bàn, chỉ vào vật bên trong nói, ở đây là có mấy khúc long cốt, tính trạng của nó khác xa với long cốt mà cửa hàng thuốc dùng, cũng coi là vật quý giá của nhà họ Hồ tôi. Lý Dục Thần vừa nhìn liền nhận ra, đây không phải long cốt bình thường. Long cốt trong trung y, không phải là xương của rồng, mà là xương hóa thạch của động vật khổng lồ thời cổ đại, thông thường là động vật có vú như voi ma mút, tê giác. Long cốt của Hồ Sư Ước lấy ra, hiển nhiên không phải là hóa thạch của động vật bình thường, từ khí tức của nó có thể đoán, đây là một loại dị thú viễn cổ, tiếc là xương không hoàn chỉnh, không thể đoán được là cái gì. Đây là thứ có thể gặp mà không thể cầu, cực kỳ có ích với người tu hành, có thể luyện thành đan dược, hỗ trợ tu hành, dù là môn phái tu hành cũng không có nhiều. Ông Hồ, thứ này quá quý giá, Lý Dục Thần nói. Hồ Sư Ước xua tay, có quý giá hay không, hoàn toàn phải xem người sử dụng. Nhà họ Hồ chúng tôi nhiều đời hành nghề y, dược tính của thứ này quá mạnh, không dám cho vào thuốc bừa bãi, để ở trong kho, cũng rất lãng phí. Tôi biết cậu Lý không phải người bình thường, chắc chắn sẽ dùng đến. Tặng cho cậu, thì nó mới có ích. Hồ Sư Ước nói như vậy, Lý Dục Thần còn từ chối thì rõ là đạo đức giả, không phải hành vi của người tu hành, bèn nói, vậy tôi xin nhận. Anh đã nghĩ kỹ, sau này luyện chế đan dược, tặng một ít cho Hồ Sư Ước, giúp ông ta có thêm mấy năm tuổi thọ, cũng coi là một đoạn duyên. Hồ Sư Ước gật đầu, rồi lấy xuống một chiếc hộp nhỏ gỗ lim mang hương sắc cổ xưa từ trên kệ bác cổ, chỉ to hơn hộp bút chì một chút. Cậu Lý, đây là một bộ châm ngũ hành mà anh trai tôi từng sử dụng, ông ấy cũng ngẫu nhiên có được. Châm pháp của cậu Lý chấn kinh thiên địa, ma quỷ phát khóc, thích hợp dùng vật này. Lý Dục Thần nhận lấy chiếc hộp, nhẹ nhàng mở ra, vô cùng chấn kinh. Một bộ châm được bày ngay ngắn gọn gàng trong chiếc hộp, theo thứ tự 5 màu xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, lần lượt đối ứng với ngũ hành mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. Châm ngũ hành mỗi loại có 10 cây châm, tổng cộng 50 châm. Thần thức Lý Dục Thần cảm ứng, lập tức biết, số châm này tuyệt đối phi phàm, mà còn dùng chất liệu đặc biệt, trải qua pháp khí luyện hóa. Nói nó là châm, đích thực là châm. Hơn nữa còn là châm tốt hiếm có khó gặp, đối với bác sĩ hiểu về châm pháp, nói là bảo vật cũng không quá. Đặc biệt là khí ngũ hành của nó, đối với châm pháp đặc biệt như quỷ môn thập tam châm, sử dụng có thể có được hiệu quả tốt hơn, cũng có thể khiến người thi triển châm dễ dàng hơn. Nhưng nó không chỉ là châm. Trong mắt Lý Dục Thần, đây là pháp khí. Nói một cách chính xác hơn, bộ kiếm này, là năm thanh kiếm tốt thượng đẳng. Loại kiếm này, ở tiên gia cũng gọi là vi kiếm. Kiếm này nhỏ như châm, có thể giấu trong đầu ngón tay, trên người, thậm chí là trong miệng. Truyền chân khí vào, pháp lực tương kích, có thể bắn ra kiếm khí. Loại vi kiếm này, muốn luyện một thanh cũng khó, huống hồ là 50 thanh, còn đầy đủ ngũ hành. Kim mộc thủy hỏa thổ, tương sinh tương khắc, kiếm khí ngũ hành phát ra. Lý Dục Thần biết đã nhặt được báu vật. Bộ vi kiếm như này,
kể cả ở Côn Luân, cũng không thường thấy. Ông Hồ, lòng cốt vừa nãy, tuy quý giá, nhưng tôi vẫn nhận được, còn vật này, Lý Dục Thần lắc đầu, vô công không nhận lộc, chỉ dựa vào mấy châm của tôi, không dám nhận. Hồ Sư Ước ngẩn người, nói, nếu cậu Lý nói không nhận được, thì thiên hạ này còn có ai có thể nhận được? Lý Dục Thần hỏi, tại sao ông Hồ không tự sử dụng? Hồ Sư Ước lặng lẽ thở dài nói thật, tôi cũng từng dùng thử, đúng là châm tốt. Nhưng anh trai tôi chết oan chết uổng, tôi nhìn vật nhớ người, khó tránh buồn thương, cho nên nhiều năm nay, báu vật vẫn luôn để nguyên một chỗ. Lý Dục Thần cau mày, hỏi ông Hồ, tôi có vài vấn đề muốn hỏi, nếu ông Hồ tin tôi, xin ông giải đáp thắc mắc cho tôi. Hồ Sư Ước nói, cậu Lý ngay cả châm pháp quý giá cũng truyền cho tôi còn có gì không tin cậu. Nếu không tin, tôi cũng sẽ không nghĩ đến tặng báu vật quý như sinh mạng của anh trai tôi cho cậu Lý. Được, tôi hỏi ông vấn đề thứ nhất, bộ châm này, anh trai ông có được từ đâu? Bộ kiếm ngũ hành, này chắc chắn là pháp khí thượng đẳng, ở môn phái bình thường, cũng có thể gọi là báu vật tọa sơn. Pháp khí tu hành, người không có duyên không thể nào có được, Hồ Vân Thiên có thể có được, hoặc là ông ta có cơ duyên đặc biệt, hoặc là ông ta cũng là người tu hành. Cụ thể tôi cũng không biết rõ, chỉ biết năm đó ông ấy từng đến thủ đô chữa bệnh cho người ta, bệnh đó vô cùng khó chữa, bộ châm này là gia đình người bệnh cung cấp, sau khi chữa khỏi liền tặng cho ông ấy. Lý Dục Thần kinh ngạc, hỏi, bệnh nhân là ai? Tôi không biết, Hồ Sư Ước lắc đầu nói, anh trai tôi không tiết lộ, nhưng tôi phân tích từ dược liệu ông ấy mang đi, phương thuốc mà ông ấy dùng, có lẽ là cách đuổi ma trong bí quyết thiên kim. Theo như bí quyết ghi chép, cách này là cách kỳ lạ thượng cổ, chuyên dùng để xua đuổi ma khí trong cơ thể. Cho nên tôi nghi ngờ, chuyện này có liên quan đến yêu ma trong truyền thuyết. Ma đạo, Lý Dục Thần cau chặt mày, cảm thấy càng lúc càng gần với chân tướng sự việc mà anh muốn biết. Tôi cũng chỉ suy đoán thôi, trên đời này có yêu ma hay không, cũng không ai biết. Sau này anh trai tôi từng về một lần, ông ấy để lại bộ châm này, bảo tôi sử dụng cẩn thận, sau đó liền từ bỏ vị trí gia chủ, cắt đứt qua lại với nhà họ Hồ. Từ đó về sau, tôi cũng không gặp lại ông ấy nữa. Nhưng, tôi vừa nãy nghe ý của ông, hình như ông vô cùng chắc chắn anh trai ông đã chết. Nếu từ sau đó cũng không gặp lại, làm sao ông biết ông ấy đã chết? Lý Dục Thần nhìn chằm chằm Hồ Sư Ước hỏi. Đó là vì mấy năm sau có người đến Đồng Khánh Đường truyền tin, nói anh trai tôi đã chết. Người khác nói như vậy, các ông cũng tin. Người này đức cao vọng trọng, chúng tôi không thể không tin, Hồ Sư Ước nói. Hơn nữa, ông ta còn lấy ra miếng ngọc bội mà anh trai tôi luôn mang theo bên người từ nhỏ. Ai? Trương Thiên Sư của Long Hồ Sơn. Trương Thiên Sư. Lý Dục Thần nhớ đến mấy đạo phù phong ấn ở miệng giếng. Trương Thiên Sư còn bảo chúng tôi đừng hỏi nhiều. Lại hỏi anh trai tôi còn có gì vật gì không, ông ta mang đi thiêu. Chúng tôi lấy ra những đồ vật anh trai tôi thường dùng khi còn sống. Hồ Sư Ước thở dài một hơi, ầy, cũng là ý trời. Lúc đó tôi có chút lòng riêng, quá yêu thích bộ châm mà anh trai để lại. Hơn nữa nghĩ đến châm thì không thể thiêu cháy, nên không nói với Thiên Sư. Nếu không cũng không giữ được đến hôm nay, đây cũng là cái duyên của cậu Lý. Lý Dục Thần trầm mặc hồi lâu, trong đầu liên kết lại tất cả manh mối với nhau một lượt. Ông Hồ, tôi xin nhận bộ châm này. Để báo đáp, tôi có thể đưa ông đến nơi chôn cất anh trai Hồ Vân Thiên của ông. Hồ Sư Ước vô cùng chấn kinh đứng ở đó, miệng há ra nhưng không thốt ra lời. Hồ Tu Nhất ở bên cạnh càng thấy chấn hãi, anh ta thực sự biết bác của mình. Lý Dục Thần nhận châm ngũ hành và long cốt, đưa Hồ Sư Ước và Hồ Tu Nhất cùng về Ngô Đồng cư ở thành phố Hòa. Hồ Sư Ước đã tìm hiểu cái chết của anh trai Hồ Vân Thiên, được biết bị người ta dìm xuống giếng, trong lòng vô cùng đau xót. Sau khi ông ta đến Hậu Sơn tế bái trước phần mộ xong, sau đó cùng Lý Dục Thần bàn bạc việc di rời mộ, định đón thi thể của Hồ Vân Thiên về tiền đường, an táng trong phần mộ nhà họ Hồ. Lý Dục Thần hơi băn khoăn. Vì Hồ Vân Thiên chết vô cùng kỳ lạ, rốt cuộc là ai giết ông ta, vẫn còn là nghi vấn. Hồ Vân Thiên và nhà họ Hồ đoạn tuyệt quan hệ, hiển nhiên cũng không muốn liên lụy người nhà. Nhưng Hồ Sư Ước vô cùng kiên quyết, ông ta nói ban đầu là không biết, nếu biết anh trai sẽ chết oan chết uổng, nói gì cũng không để ông ta rời khỏi nhà họ Hồ. Bây giờ đã biết, thì không thể để ông ấy chôn ở núi hoang lạnh lẽo. Lý Dục Thần nghĩ như vậy cũng tốt. Nếu vì vậy mà gây ra động tĩnh, thì thiện tìm hiểu ngọn nguồn,
tìm được hung thủ giết Hồ Vân Thiên, nhân tiện điều tra hơn 20 năm trước, thủ đô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh có cảm giác, cái chết của Hồ Vân Thiên có liên quan đến nhà họ Lý. Còn nhà họ Hồ, nể mặt sư huynh Hồ Lệnh Sơn, anh cũng nhất định sẽ quan tâm nhiều hơn, tuyệt đối sẽ không để nhà họ Hồ xảy ra chuyện. Sau khi bàn bạc ổn thỏa, bố con Hồ sư ước về tiền đường, ngày hôm sau, liền phái người đến di rời phần mộ. Mã Hiểu Tình và Hứa Quốc Lập ở lại Ngô Đồng Cư, lần lượt làm bảo mẫu và bảo vệ. Vì Ngô Đồng Cư cách thành phố hơi xa, Lý Dục Thần đặc biệt bảo Mã Sơn cho Hứa Quốc Lập một chiếc xe công vụ, như vậy bình thường khi cần có thể chở Dì Tình đến thành phố. Đã có hai người vào ở, Ngô Đồng Cư cũng coi có chút hơi người. Chuyện di rời mộ nhà họ Hồ cũng do họ và Mã Sơn cùng lo liệu, Lý Dục Thần dứt khoát trốn trong phòng bắt đầu luyện đan. Đã có hoàng tinh và long cốt của Hồ Sư ước tặng, lại thêm một số dược liệu đã chuẩn bị trước đó, Lý Dục Thần mất một ngày một đêm, luyện chế một chai thuốc cao đoạn tục và một chai đan hồi nguyên. Anh cho Hứa Quốc Lập dùng cao đoạn tục bôi lên vết thương cũ trước, rồi cho uống một viên đan hồi nguyên, sau đó giúp ông ta dùng châm vàng vận hành khí. Lý Dục Thần nói với Hứa Quốc Lập, chỉ cần dưỡng thương một tuần, tật tập tễnh nhiều năm của ông ta sẽ khỏi. Vợ chồng Hứa Quốc Lập và Mã Hiểu Tình vô cùng kích động, không có gì báo đáp, chỉ có thể làm việc chăm chỉ, để báo đáp ân tình này. Chữa khỏi cho Hứa Quốc Lập, Lý Dục Thần liền đến nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm lúc này, vẫn khó khăn chật vật. Bố con Lâm Lai Phong gây chuyện như vậy, gia tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, kinh doanh vốn đã có vấn đề, vì nhà họ Viên đàn áp, lại càng tụt dốc. Tất cả đối tác hợp tác đều đứng ngoài quan sát, ngay cả rất nhiều người thân thiết, cũng không dám qua lại với họ, ví dụ nhà họ Thẩm thành phố cô. Cây đổ bầy khỉ tan, dậu đổ bìm leo, người nhà họ Lâm thực sự đã cảm nhận được tình người ấm lạnh. Lý Dục Thần bôi đầy cao đoạn tục lên toàn thân Lâm Vân, sau đó dùng châm vàng châm cứu. Qua gần nửa ngày điều trị, Lâm Vân bắt đầu hồi phục nguyên khí. Lý Dục Thần lại bảo Lâm Mộng Đình đi sắc thuốc nước theo đơn thuốc cho Lâm Vân uống. Như vậy qua nửa ngày, Lâm Vân đứng lên được như một kỳ tích. Anh rể, anh thật lợi hại, Lâm Vân hoạt động gân cốt, phục Lý Dục Thần sát đất. Lý Dục Thần cười nói, tên nhóc cậu cũng thật may mắn, lần này ông Hồ của Đồng Khánh Đường đã cho tôi hoàng tinh 500 năm và long cốt dị thú thượng cổ, để tôi luyện chế thành cao đoạn tục và đan hồi nguyên. Lần này cậu trong họa được phúc, Lâm Thiếu Bình bẻ gãy xương cốt cả người cậu, nhưng cũng ngang bằng với giúp cậu tạo lại xương cốt một lượt. Bây giờ, độ mạnh của xương và gân của cậu mạnh hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Lại thêm ông nội thiền minh của cậu đã xây sẵn nền tảng cho cậu, chẳng bao lâu nữa, có thể luyện ám kình rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thật không? Lâm Vân vô cùng hưng phấn, phải biết rằng, Lâm thiền minh cũng chỉ là ám kình đỉnh phong. Đương nhiên là thật rồi, tiền đề là cậu phải theo tôi học, Lý Dục Thần nói. Lâm Vân vui mừng, anh rể, anh muốn dạy em võ công ư? Lý Dục Thần gật đầu nói, bắt đầu từ hôm nay, cậu chuyển đến sống ở chỗ tôi dạy cậu võ công, nhân tiện giúp cậu điều dưỡng. Được biết Lâm Vân sắp chuyển đến chỗ Lý Dục Thần, Nghiêm Tuệ Mẫn và Lâm Mộng Đình đều rất vui mừng. Nghiêm Tuệ Mẫn đã giúp chuẩn bị một đống đồ, làm cho Lâm Vân cũng phải xấu hổ. Mẹ, con đến chỗ anh rể để học võ công, chứ không phải đi nghỉ dưỡng. Nghiêm Tuệ Mẫn nói, học võ công cũng phải ăn uống mặc quần áo chứ. Có gì khác hả? Hơn nữa đó là nhà anh rể con, cũng giống như nhà mình. Hay là Mộng Đình cũng chuyển qua đó đi, hai ông của các con cũng cần có phụ nữ chăm sóc. Mẹ, chuyện xuyên nhanh. Lâm Mộng Đình đỏ mặt, dậm chân. Đâu có người làm mẹ nào lại vội cho con gái chuyển đi thế chứ? Mẹ, mấy ngày nữa con đi học rồi, đâu có thời gian chăm sóc các ông. Nói đến đi học, Nghiêm Tuệ Mẫn hơi lo lắng. Đúng nhỉ? Sắp đi học rồi, Tiểu Vân còn tốt, ở ngay thành phố Hòa, nhưng con lại ở Tiền Đường, đó là địa bàn của nhà họ Viên, bây giờ quan hệ giữa chúng ta và nhà họ Viên như vậy, con đến Tiền Đường học, mẹ không yên tâm. Lâm Mộng Đình nói, không sao đâu, mẹ, Tiền Đường cũng không phải là của một mình nhà họ Viên. Lý Dục Thần nói, bác à, bác cứ yên tâm đi, mấy ngày nữa đi học, cháu đưa Mộng Đình đi, bảo đảm sẽ không có chuyện gì. Cậu đưa đi thì đưa đi. Nhưng cậu đâu thể ngày nào cũng ở đó bảo vệ được. Ở Tiền Đường, thế lực của nhà họ Viên lớn như vậy, chúng tôi không đấu lại được, Nghiêm Tuệ Mẫn nói.
Đúng thế, Dục Thần, chuyện này không thể lơ là, Lâm Thu Thanh cũng nói, hiện giờ nhà họ Lâm chúng tôi bốn bề là địch, ở thành phố họ có thể tự bảo vệ bản thân, một khi đến tiền đường, thì là con cừu non mặc người ta thịt. Lý Dục Thần cười nói, bác trai, bác gái à, yên tâm đi, nhà họ Viên không còn nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu. Cái gì, Lâm Thu Thanh và Nghiêm Tuệ Mẫn cùng kinh ngạc. Nhà họ Viên đang yên đang lành, làm sao lại không nhảy nhót được mấy ngày nữa? Bác à, cháu hỏi một vấn đề, nếu hai nhà họ Viên và họ Lâm bất chấp tất cả, khai chiến toàn diện, nhà họ Lâm nắm chắc mấy phần, Lý Dục Thần hỏi. Lâm Thu Thanh nhất thời khó hiểu, không hiểu tại sao Lý Dục Thần lại hỏi như vậy. Thực sự phải bất chấp tất cả, nhà họ Lâm không thể nào thắng được. Có thể chống cự mấy ngày. Việc này rất khó nói, nhưng nếu nhà họ Viên trên dưới một lòng, thực sự bất chấp tất cả, nhiều lắm chúng tôi chỉ chống cự được 3 tháng. Đó còn là vì có những trình tự hạng mục rườm rà, nếu bỏ qua vấn đề quy trình, trên thực tế, chúng tôi có thể ngay cả một tháng cũng không trụ được, dòng tiền sẽ đứt đoạn, xảy ra hiệu ứng domino, tất cả hạng mục, sản nghiệp đều sẽ bị liên lụy, trong thời gian ngắn nhất sập đổ hoàn toàn. Cháu hiểu rồi. Cũng chỉ là từ một tháng đến ba tháng, đúng không? Lâm Thu Thanh gật đầu, Dục Thần, rốt cuộc cậu muốn nói gì? Lý Dục Thần cười nói, bác Lâm, bây giờ bác đi chuẩn bị, nếu chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng, có phải có thể chống cự được thời gian lâu hơn không, tổn thất sẽ ít đi không? Lâm Thu Thanh kinh hãi nói, cậu muốn nói, nhà họ Viên muốn khai chiến toàn diện với chúng tôi. Dục Thần, cậu có được thông tin này từ đâu? Không. Không phải nhà họ Viên khai chiến với nhà họ Lâm, Lý Dục Thần cười nói, là nhà họ Lâm tuyên chiến với nhà họ Viên. Lâm Thu Thanh kinh ngạc nhìn Lý Dục Thần. Hồi lâu mới phản ứng lại được. Điên rồi, cậu con rể này chắc chắn điên rồi. Bác Lâm, theo như tình thế hiện tại, dưới sự đàn áp của nhà họ Viên, nhà họ Lâm còn có cơ hội trở mình không? Lý Dục Thần hỏi. Lâm Thu Thanh cau mày, nói tuy nhà họ Viên cường mạnh, nhưng làm thương địch 1.000. Thì mình sẽ tổn hại 800, nhà họ Viên cũng không thể nào không màng đến tổn thất của mình, chỉ một lòng đối phó với nhà họ Lâm chúng tôi chứ. Dạ dày họ có lớn, muốn một phát ăn thịt ngay chúng tôi, thì cũng phải nôn ọe tiêu chảy. Lý Dục Thần nói, chính vì vậy, chúng ta mới không thể để nhà họ Viên dắt mũi. Bây giờ bọn họ không khai chiến chính diện, nhưng lại thông qua thế lực các bên tiến hành đàn áp nhà họ Lâm, chính là dùng nước ấm nấu ếch. Cứ tiếp tục như vậy. Cục diện của nhà họ Lâm sẽ càng ngày càng khó khăn. Nhưng ít nhất cũng sẽ không sụp đổ ngay lập tức, Lâm Thu Thanh nói. Sụp đổ dần dần và sụp đổ ngay lập tức có gì khác nhau không? Lý Dục Thần hỏi. Lâm Thu Thanh trầm mặc. Người bình thường, bất luận gặp phải nghịch cảnh thế nào, cũng sẽ lựa chọn có thể kéo dài thì kéo dài, trông mong kỳ tích xuất hiện. Rất ít người đánh cược trong nghịch cảnh. Việc này cần dũng khí, cũng cần trí tuệ. Đương nhiên. Là người chèo lái của gia tộc, ông ta phải giữ đủ lý trí, không phải vào đường cùng, thì không được hấp tấp. Hiện giờ đúng là nhà họ Lâm đã rơi vào đường cùng, không nhìn thấy chút hy vọng nào. Nhưng vấn đề là, khai chiến với nhà họ Viên, có phần thắng không? Lâm Thu Thanh đâu phải không muốn đường đường chính chính, liều một phen với đối thủ trên thương trường, nhưng không liều nổi. Nhà họ Viên là mãnh hổ, ở trước mặt nhà họ Viên, nhà họ Lâm cùng lắm chỉ là một con mèo. Ông ta nhìn cậu con rể tương lai điên cuồng này, lắc đầu nói, không được, tôi không nghĩ ra, nhà họ Lâm phải làm thế nào mới có thể thắng nổi trong cuộc chiến với nhà họ Viên. Lý Dục Thần nói, bác Lâm, bác chỉ cần canh chánh thương mại theo như bình thường là được, việc còn lại cứ để cháu. Dục Thần, Lâm Thu Thanh lo lắng nhìn Lý Dục Thần, tôi biết cậu đánh rất giỏi, nhưng chắc cậu sẽ không muốn trực tiếp giết đến nhà họ Viên giải quyết bằng bạo lực chứ. Lý Dục Thần cười lạnh lùng nói, nếu cháu nghĩ như vậy, bây giờ nhà họ Viên đã không còn rồi. Khóe mắt Lâm Thu Thanh khẽ run lên, trong lòng bất giác dâng lên khí lạnh. Vậy cậu định làm thế nào? Đánh sập nhà họ Viên, không phải để xả giận, mà là phải khiến nhà họ Lâm tìm được đường sống. Lý Dục Thần nói, nếu nhà họ Lâm thông qua cuộc chiến lần này, tiếp nhận 1/3 sản nghiệp nhà họ Viên, bác Lâm, bác cảm thấy nhà họ Lâm có tính là trong họa được phúc không? Lâm Thu Thanh càng lúc càng cảm thấy cậu con rể này là kẻ điên. Đừng nói là 1/3, chỉ cần tiếp nhận 1/10 trên sản nghiệp quan trọng, thực lực của nhà họ Lâm có thể mạnh gấp đôi hiện tại. Nhà họ Viên mạnh như vậy sao? Lý Dục Thần gần như bất ngờ,
sau đó khẽ bật cười, như vậy càng tốt, phân chia nhà họ Viên ra, mọi người đều vớt được lợi ích. Các người biết treo thưởng giang hồ, tôi không biết chắc. Lâm Thu Thanh do dự nói, Dục Thần, chuyện lớn như vậy, tôi phải mở cuộc họp gia tộc mới có thể quyết định được. Nghiêm Tuệ Mẫn bên cạnh đột nhiên nói, Thu Thanh, còn mở cuộc họp gia tộc cái gì, ngoại trừ chúng ta và nhà cô Tư, còn có ai đến nữa? Bây giờ ngay cả em gái ruột em cũng tránh thật xa. Anh nghe theo Dục Thần đi, mạng của cả nhà chúng ta đều do cậu ấy cứu. Tuy Nghiêm Tuệ Mẫn cũng cảm thấy cách nghĩ của Lý Dục Thần rất điên cuồng, nhưng phụ nữ thích dựa vào trực giác nói với bà ấy, con rể làm đúng. Lâm Thu Thanh nói, vậy tôi cũng phải nói với ông cụ một tiếng. Lý Dục Thần nói, vừa hay, cháu cũng đi đưa thuốc cho ông cụ, chúng ta cùng đi đi. Gặp Lâm Thượng Nghĩa, Lý Dục Thần bắt mạch cho cụ ấy trước, rồi lại châm mấy châm. Sau đó lấy ra đan hồi nguyên, cho Lâm Thượng Nghĩa uống một viên. Đan dược vào miệng, lập tức hóa thành một làn hương thanh mát trực tiếp xuống dạ dày. Ông cụ lập tức tinh thần sảng khoái. Dục Thần, đây là thuốc gì? Đây đan hồi nguyên cháu vừa mới luyện, Lý Dục Thần nói, may mắn có ông hồ của Đồng Khánh Đường cho mấy dược liệu quý giá. Đúng là tiên dược, Lâm Thượng Nghĩa cảm khái nói, tôi cũng cảm thấy tôi khỏi bệnh rồi, lại trở về thời thanh niên. Lý Dục Thần biết, ông cụ tuổi thọ sắp tận, trừ phi Kim Tiên Đại La đến đây, nếu không, không thể thay đổi tình hình. Bây giờ chỉ là tác dụng của thuốc mang lại thôi. Anh để lại cho Lâm Thượng Nghĩa nửa chai thuốc, dặn dò ông cụ cứ 3 ngày uống một viên. Dựa vào dược lực của đan hồi nguyên, có thể cố gắng giúp Lâm Thượng Nghĩa kéo dài chút thời gian này, sau này ra đi cũng sẽ không đau đớn. Lâm Thiền Minh dựa vào võ công của mình, lại thêm điều trị trước đó của Lý Dục Thần, sức khỏe đã hồi phục cơ bản. Lý Dục Thần lại cho ông ấy 3 viên đan hồi nguyên, cho ông ấy uống. Thấy tinh thần ông cụ tốt lên, Lâm Thu Thanh mới cẩn thận báo cáo hoàn cảnh thực tế hiện tại của nhà họ Lâm cho ông cụ. Lâm Thượng Nghĩa nghe cũng phải cau mày. Sau khi Lâm Thu Thanh nói ra đề nghị của Lý Dục Thần, Lâm Thượng Nghĩa thở dài một hơi nói. Dục Thần nói đúng, nước ấm nấu ếch, bị nhà họ Viên từ từ giết chết, thà rằng đánh cược một phen. Cho dù chết, cũng phải chết thật oanh liệt. Nghe thấy bố nói như vậy, Lâm Thu Thanh chỉ có thể đồng ý. Ông ta vốn cho rằng ông cụ sẽ ân cần dạy bảo, cho kiến nghị gì, hoặc là hỏi Lý Dục Thần, rốt cuộc có kế hoạch thế nào, nhưng không ngờ, ông cụ chỉ vỗ vai ông ta và Lý Dục Thần, bảo họ cứ làm đi, rồi cũng không nhắc đến việc này nữa. Lâm Thu Thanh nhìn Lý Dục Thần một cái. Ông ta vẫn không thể tưởng tượng, nhà họ Lâm công khai tuyên chiến với nhà họ Viên, có khả năng thắng thế nào. Ông ta còn cảm thấy, cậu con rể này, quá điên cuồng rồi. Mọi việc bàn bạc ổn thỏa, Lâm Thu Thanh bắt đầu đi chuẩn bị khai chiến toàn diện với nhà họ Viên, còn Lý Dục Thần lại đưa Lâm Vân về Ngô Đồng Cư. Lâm Mộng Đình đưa họ đi, Nghiêm Tuệ Mẫn cũng đòi đi theo. Lâm Mộng Đình hỏi bà ta đi theo làm gì? Chương 206, ăn cơm phải trả tiền. Nghiêm Tuệ Mẫn nói, tất nhiên phải tới xem căn nhà mới mà con rể mua rồi, đây chẳng phải là ngôi nhà tương lai của mình hay sao? Lâm Mộng Đình nhất thời không nói lên lời, luôn cảm thấy mẹ mình lúc nào cũng chỉ mong sao nhanh chóng gả bản thân ra ngoài. Mẹ, con rốt cuộc có phải là con ruột của mẹ không vậy? Lâm Mộng Đình hờn giận hỏi. Nghiêm Tuệ Mẫn nghe vậy lập tức trợn mắt, tất nhiên là đứt ruột đẻ ra rồi, nếu không phải mẹ đẻ, con lớn lên có thể xinh đẹp như vậy sao? Khi đến Ngô Đồng Cư, bà ta lượn quanh xem xét trước sau vài vòng, rất hài lòng với nơi này. Tuy nơi này không rộng lớn và khí phái như Sơn Trang Bắc Khê nhưng lại rất sang trọng, mang đậm hương vị tao nhã cổ kính, cũng vô cùng thú vị. Ôi chao, nơi này đẹp quá, mẹ muốn ở lại đây vài ngày, Nghiêm Tuệ Mẫn nói. Câu này khiến Lý Dục Thần có chút không biết làm sao, chẳng lẽ thật sự phải sắp xếp cho vị mẹ vợ này một gian phòng sao? Lâm Mộng Đình vội vàng kéo Nghiêm Tuệ Mẫn đi. Nhưng Nghiêm Tuệ Mẫn lại vô cùng bất mãn. Nói còn chưa từng ăn qua bữa cơm nào ở nhà con rể đâu. Quán cơm thân dân vẫn hoạt động bình thường. Nhưng những khách hàng đến hôm nay hơi khác so với mọi khi. Trời cũng đã xế chiều mà vẫn còn vài vị khách hàng ngồi lại chưa có dấu hiệu ra về. Những người này đã ngồi xuống từ thời gian dùng bữa tối. Họ không ngồi chung bàn mà tự mình dùng riêng. Hầu hết họ đều gọi một vài món ăn và rượu, tự mình thưởng thức. Chỉ có duy nhất một người là gọi một suất cơm phần.
một suất này nhấm nháp trong vài giờ cũng được tính là kỳ tài. Ông chủ Vương ngồi sau quầy mỉm cười nhìn họ. Chị Mai thì nhàn rỗi dựa vào quầy cắn hạt dưa. Từ trong bếp vọng ra từng trận tiếng leng keng của thìa nĩa cùng sột soạt của mài rào. Người đang ăn cơm phần bỗng nhiên lên tiếng. Các vị hình như đều tới đây vì 100 triệu. Một người khác đang nhâm nhi rượu đáp, nếu không phải vì 100 triệu, ai sẽ đến nơi này ăn cơm, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đồ ăn ở đây thực sự không tồi. Ninh Hương vừa dọn dẹp vừa nói, mọi người à, tiệm chúng tôi phải đóng cửa rồi, xin hãy thanh toán đi ạ. Đây là đang muốn đuổi khách sao, người ăn cơm phần kia nói. 100 triệu còn chưa cầm tới tay, sao có thể rời đi, cô gái, cô nói xem có phải không, một người khác cười đùa cợt nhả. Ninh Hương, đừng để ý tới bọn họ, những người này đều uống nhiều rồi. Chị Mai đặt hạt dưa trong tay xuống, vặn eo đi tới. Ninh Hương liếc người ăn cơm phần kia, thầm oán anh ta rõ ràng không uống rượu mà. Chị Mai bảo vệ Đinh Hương sau lưng và nói với những vị khách kia, các vị, mọi người muốn ăn quỵt hay là định qua đêm ở đây? Ôi, nhìn cái nơi này mà xem, một khách hàng với vẻ mặt say khướt nói, tay còn không buông ly rượu, một tiệm nhỏ như vậy, đồ ăn không chỉ ngon miệng mà ngay cả người trong tiệm cũng không kém, từ người làm cho tới bà chủ, người này so với người kia càng thêm đẹp mắt. Chậc chậc, tôi gần như quên mất mình đến đây để làm gì rồi đó. Một người khác nói, dù nói thế nào chỗ này cũng là một nơi tốt. Người ăn cơm phần lại chen miệng, các người thèm muốn phụ nữ tôi không tranh với mấy người, nhưng 100 triệu kia sẽ thuộc về tôi. Nằm mơ đi, dựa vào đâu phải cho anh? Đúng vậy, tại sao phải đưa cho anh? Nếu mọi người đã cùng tới thì hoặc là chia đều, hoặc là dựa vào bản lĩnh mà tranh đoạt. Vài người anh một câu, tôi một câu bắt đầu tranh cãi qua lại. Tiệm nhỏ trong đêm khuya thoát cái trở nên ầm ĩ huyên náo. Bà chủ là chị Mai vừa rồi còn mặt mày tươi cười bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, đập bàn lớn tiếng quát. Còn chưa xong phải không? Coi nơi này là dạng gì? Trả tiền ăn cơm. Những người đó chắc cũng không ngờ rằng bà chủ nói đổi sắc mặt liền đổi, trong chớp mắt cả của tiệm rơi vào yên lặng. Ông chủ Vương thong dong từ phía sau quầy đi ra, mỉm cười đi tới trước mặt chị Mai, khuyên nhủ, ôi chao, tức giận gì à? Bọn họ muốn ăn cứ để họ ăn, chó phải đi tiểu, lợn phải cho ăn, chúng ta mở tiệm còn có thể không cho người ta ăn sao? Chi Mai và Đinh Hương nghe được câu chửi xéo sắt này đều phì cười ra tiếng. Gương mặt ông chủ Vương vẫn đong đầy ý cười, dáng vẻ vô hại này quả thực rất dễ mê hoặc người khác, mấy người đang ngồi lúc đầu đều không kịp phản ứng lại, thật lâu sau mới ngộ ra thâm ý trong đó. Chết tiệt ông dám mắng chúng tôi à? Một trong số họ hằn học nói, ông có biết chúng tôi làm nghề gì không? Biết, biết, ông chủ Vương vui tươi hớn hở đi tới trước mặt hắn ra, rót một chén trà rồi đặt xuống bàn, các vị đều là bá vương, nếu không sao lại dám ăn quỵt. Ông, tên đàn ông đó vươn tay muốn túm lấy cổ áo ông chủ Vương nhưng không biết vì sao lại vồ hụt. Ông chủ Vương lùi lại một bước, vẫn cười tủm tỉm nói, anh uống trà đi. Những người bên cạnh cười ầm lên. Trình độ này cũng mơ mộng tới 100 triệu. Ha ha ha, mau cút đi, trở về chui lại vào trong bụng mẹ mà tu luyện lại từ đầu. Mặt tên đàn ông đó thoát cái đỏ bừng, bí bách ngồi xuống, định cầm lên chén trà mà ông chủ Vương vừa rót lên uống. Nhưng khi hắn ta cầm chiếc chén lại lộ ra biểu cảm chấn động, như thể nhìn thấy quỷ vậy. Lúc này người bên cạnh mới chú ý tới nửa chiếc chén trong tay hắn ta vậy mà đã ghim sâu xuống mặt bàn. Soạt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người ông chủ Vương. Ông chủ Vương vẫn cười hì hì, còn ai muốn uống trà tôi rót cho người đó. Hóa ra là cao thủ giấu nghề. Chẳng trách nhà họ Viên phải treo thưởng 100 triệu, tên đàn ông ăn cơm phần nó, vậy để tôi tới thỉnh giáo tay nghề của ông chủ đi, xem trà ông pha ngon đến mức nào. Được thôi. Ông chủ Vương cầm lấy ấm trà sải từng bước tới trước bàn của người đó, bắt đầu pha trà. Nước trà vừa chạm thành cốc, người kia đột nhiên đặt tay lên mu bàn tay của ông chủ Vương, tay còn lại thì bắt lấy chén trà. Nước dần dần đầy lên, hai người đều không nhúc nhích, giống như hai pho tượng vậy. Thẳng cho tới khi nước dâng lên tới miệng cốc nhưng lại không sánh ra ngoài lấy một giọt, chẳng lâu sau đã dựng lên một cột nước giống như thủy tinh, trong suốt long lanh. Gương mặt của người kia cũng dần trở nên ngưng trọng, còn ông chủ Vương từ đầu tới cuối vẫn luôn mỉm cười hòa ái.
Một lúc sau tên đàn ông hét lên một tiếng rồi buông bàn tay đang cầm chén trà, đập mạnh xuống bàn. Nước trong chén phụt lên như vòi phun, hóa thành một mũi tên nước bắn vọt về phía mặt của ông chủ Vương. Ông chủ Vương không chút nao núng, dùng một lòng bàn tay ấn nhẹ xuống mặt bàn, cả người khẽ nghiêng tránh đi mũi tên nước này. Bàn tay đang cầm ấm cũng duỗi ra, đón lấy toàn bộ phần nước vào trong ấm. Nếu vị khách này đã không muốn uống trà, tại sao còn kêu tôi pha đây? Ông chủ Vương lắc đầu, quay người bước đi. Mà người kia đứng lặng một lúc cũng không tiếp lời. Chu Sa trưởng, có người nhìn thấy dấu bàn tay in hằn trên mặt bàn mà kinh hãi thốt lên. Lại ngoảnh đầu nhìn gương mặt tươi cười của ông chủ Vương. Chẳng lẽ ông chính là Thiết Thủ Như Lai tay sắt Phật cười. Ông chủ Vương lắc đầu, cái gì mà Thiết Thủ Như Lai với Kim Như Lai, tôi chỉ là chủ của một tiệm cơm, không tín Phật. Nói đoạn miệng còn ngâm nga một làn điệu dân gian. Tôi coi em như tâm can, muốn ăn cơm tôi xuống nấu, muốn uống trà tôi tới rót, ăn cơm rót trà tôi lo tất, còn rửa chân cho em tôi ngoan ngoãn như vậy đó. Không ai lên tiếng. Khắp tiệm cơm vang vọng giọng hát như vịt đực của ông chủ Vương. Ông ấy vẫn nhàn nhã bưng ấm trà đi vào trong bếp đổ đầy nước. Gương mặt của kẻ vừa rồi còn cực kỳ hống hách, một lòng muốn giành lấy 100 triệu không cần nói cũng biết lúc này khó coi tới mức nào. Một người trong số đó cuối cùng cũng mở lời, nếu Thiết Thủ Như Lai đã ở đây, vậy tôi cũng không cần 100 triệu này nữa, làm phiền rồi, tạm biệt. Kẻ này vừa khởi xướng, những người khác cũng nhao nhao bày tỏ thái độ. Tôi cũng không cần nữa. Tôi cũng không cần nữa. Tạm biệt. Tạm biệt. Một nhóm người dồn dập đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Bỗng nhiên một tia sáng lạnh lẽo bay tới từ sau bếp, xuyên qua sảnh. Khí lạnh kinh người khiến người ta lập tức cảm thấy như rơi vào hầm băng. Cùng với một tiếng, phập, một ngạt, chỉ thấy một con dao làm bếp đã đóng đinh trên khung cửa. Lực phóng mạnh đến mức cán dao còn đang rung rung, phát ra tiếng ong ong. Mành sau bếp được vén lên, sư phụ Vinh cầm theo muôi đi ra, chỉ vào bọn họ quát cơm nước xong xuôi nhưng không trả tiền đã muốn đi rồi à. Thực sự cho rằng mình là bá vương sao? Nói xong liền phất tay. Con dao cắm trên khung cửa đột nhiên bay ngược ra ngoài, lao vút trở lại trong tay sư phụ Vinh. Kỹ năng phóng ra thu về, dùng khí công thành thục khống chế dao trong chớp mắt đã áp chế những người này. Đam Mỹ trọng sinh. Tiệm cơm một lần nữa lại rơi vào sự im lặng chết chóc. Một lúc sau cuối cùng cũng có người dẫn đầu rút ra điện thoại nhanh nhẹn quét mã thanh toán được đặt ở góc bàn. Tiếng thông báo tinh, tài khoản nhận được, không ngừng vang lên từ trong quầy. Không ai hỏi giá tiền, nhưng chẳng có khoản thu nào dưới 1.000 cả. Trả tiền xong có người run rẩy hỏi, chúng tôi có thể đi được chưa? Ông chủ Vương lúc này vừa vặn bưng ấm trà từ trong phòng bếp đi ra. Cười ha hả nhìn bọn họ nói cút. Những người này lập tức giống như bầy ong vỡ tổ xông ra ngoài. Dường như nếu bản thân còn chậm chạp sẽ không thể toàn thây trở ra vậy. Nhưng khi bàn chân của họ vừa bước qua thềm cửa lại đột nhiên rụt trở lại. Cản đường bọn họ chính ba người đàn ông và một phụ nữ đang tiến vào tiệm. Cầm đầu là một người bị chuột đeo băng bịt một mắt, cánh tay trái còn đang quấn vải băng. Hôm nay ai cũng không được phép rời khỏi đây. 100 triệu này là của tôi. Chị Mai ngạc nhiên nhìn sang. Sáu Sẹo. Người đến chính là Sáu Sẹo. Gã ta dĩ nhiên sẽ không vô dụng như đám người giang hồ kia. Người dám khát khao 100 triệu có ai mà không mang một thân tuyệt kỹ. Chỉ là bản lĩnh mà ông chủ Vương và sư phụ Vinh thể hiện ra rõ ràng cao hơn một bậc khiến bọn họ biết khó mà lui. Người dồn ép họ phải quay lại chính là người đứng phía sau Sáu Sẹo. Ngôn Tình trọng sinh. Đằng sau Sáu Sẹo còn có hai người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ bước vào sau cùng ngược lại không quá ấn tượng nhưng hai người đàn ông còn lại đều tự thân tỏa ra một khí thế mạnh mẽ. Trong luồng uy thế đó lại kèm theo tia sát khí nồng đậm. Loại hơi thở này không phải là thứ người tập võ bình thường có thể sở hữu, cũng chẳng thể luyện ra theo thời gian, chỉ có kẻ thường xuyên chém giết thì trên người mới có được. Sáu Sẹo nở nụ cười âm hiểm, chị Mai, bà chủ Mai. Không ngờ tới phải không, chúng ta lại gặp mặt rồi. Chị Mai cau mày, anh tới đây làm gì? Làm gì, các người bắt tay muốn hạ gục tôi, hại tôi thê thảm như vậy, chị nói thử xem tôi tới đây để làm gì. Ha ha, muốn báo thù đúng không, lá gan cũng lớn hơn rồi đó.
tuy nói chuyện với Sáu Sẹo, nhưng ánh mặt của chị Mai lại ghim chặt lên người đứng sau lưng gã. Võ công của hai kẻ này chắc chắn không thấp. Sát khí trên người họ rất nặng, không phải sát thủ chuyên nghiệp thì cũng là võ sĩ chợ đen. Nhưng điều khiến chị Mai hơi lo lắng lại là người phụ nữ kia. Từ dáng đi và phần cổ của cô ta có thể nhìn ra được đường cơ bắp không giống người luyện võ, nhưng trên thân thể lại mang theo một mùi hương đặc biệt kỳ quái. Mùi hương này khiến bà ta rất không thoải mái. Bớt nói nhảm đi, Lý Dục Thần đâu, giao hắn ra đây, Sáu Sẹo sẵn giọng nói. Anh tìm cậu ấy làm gì? Người ta thế nhưng là thiếu gia, tới chỗ này của tôi chỉ để chơi đùa trải nghiệm cuộc sống mà thôi, từ lâu đã không làm việc ở đây nữa rồi. Hừ, chị không phải cũng thèm muốn 100 triệu kia nên đã giấu tên nhóc đó đi rồi chứ? Ha ha, hóa ra cũng tới đây vì 100 triệu. Tôi còn tưởng rằng anh đến trả thù, đúng là uổng công đánh giá cao anh rồi, chị Mai khinh thường khịt mũi. Sáu Sẹo cũng không tức giận, tôi biết bản thân nặng mấy cân mấy lạng, 100 triệu tôi không giành nổi, nhưng có người lại làm được. Lúc này, một số người định bỏ đi nhưng bị bọn họ ép quay lại vừa rồi cũng lên tiếng, anh bạn à, chúng tôi cũng tới vì 100 triệu, nhưng nếu các người cũng muốn nó, vậy chúng tôi sẵn sàng nhường đường. Mọi người, nước sông không phạm nước giếng, tôi xin từ biệt trước một bước. Nói xong liền định cất bước nhưng một trong số hai người đàn ông phía sau Sáu Sẹo lại bất ngờ ra tay. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn nhanh như cắt chém tới, người kia cũng là võ giả, đương nhiên sẽ không để mặc người khác sâu xé liền lập tức ra tay phản công lại. Tuy nhiên chỉ nghe thấy một tiếng, bặc cánh tay vươn ra để chặn đòn của người đó đã bị chặt gãy. Tiếng thét đau đớn lập tức vang lên. Ngay sau đó cần cổ liền bị kẹp chặt lấy, tiếp đó các ngón tay khẽ dùng lực vặn, răng rắc, xương cổ cứ như vậy bị bẻ gãy, tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt. Chứng kiến cảnh này, đôi mày chị Mai càng thêm nhíu chặt, quả nhiên giết người không chớp mắt. Nhìn cách thức ra tay thì không phải là phong cách của người Trung Nguyên mà có điểm tương đồng với Muay Thái cổ. Người ở đây hôm nay ai cũng đừng nghĩ tới việc rời đi, trên mặt Sáu Sẹo không giấu được vẻ đắc ý. Các người muốn thế nào? Những người khác đều có chút sợ hãi, võ công của người thiệt mạng vừa rồi không hề thấp kém, nhưng chỉ trong một chiêu đã bị đối phương vặn gãy cổ. Tuy rằng có chút sơ suất, đối thủ lại tập kích bất ngờ, nhưng chỉ với một chiêu đã tiến kẻ địch lên đường chứng tỏ chênh lệch thực lực giữa họ quá lớn. Trong lòng bọn họ đều đang thầm hỏi nếu đổi lại là bản thân, có mấy người dám nói có thể tránh được đòn vừa rồi. Chẳng muốn thế nào cả, chỉ cần giao người ra đây các người liền không liên can đến chuyện này nữa rồi. Sáu Sẹo lạnh lùng nói, còn lại chính là ân oán giữa tôi và chị Mai thôi. Các người có phải là đi quá xa rồi không? Người, chúng tôi cũng chưa từng gặp qua, dựa vào đâu mà muốn chúng tôi giao ra, có người bất bình nói. Ai biết được người có phải đã bị các người giấu đi rồi hay không? Không giao ra phải không? Vậy chỉ có một con đường chết. Lời này của Sáu Sẹo vừa thốt ra, hai tên đàn ông phía sau gã đồng loạt di chuyển. Các đòn đánh của họ rất hiểm hóc. Không chiêu nào không đánh thẳng vào chỗ yếu hại kêu gào đoạt mạng. Không lâu sau những người đó đều bị đánh ngã xuống đất, có vài người còn trực tiếp thiệt mạng, số còn lại không chết, nhưng bị hai người này bồi thêm một cú đạp, đấm thêm một quyền cũng không thoát khỏi số phận thảm thương. Chị Mai đem Đinh Hương bảo vệ sau lưng, ngăn cô ấy nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này. Thế nào, chị Mai, người tôi mang đến hôm nay cũng được đó chứ, có đáng giá để chị ra tay không? À, không đúng. Phải gọi chị là hiệp đạo nhất chi mai chứ, hay là thiên thủ quan M nghìn tay, đây. Hiệp đạo, hiệp nghĩa hiệp, đạo trộm bằng dấu lớn ăn trộm vì mục đích nghĩa hiệp. Sáu Sẹo nheo con mắt nguyên lành còn lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy tự tin. Còn cả ông chủ vương thiết thủ Như Lai, Phật cười, phải không? Một thiết thủ Như Lai, một quan âm ngàn tay như hai người, đúng là xứng đôi. Còn về sư phụ Vinh này, Sáu Sẹo nhìn sư phụ Vinh đứng ở cửa bếp, đến nay tôi vẫn chưa điều tra rõ rốt cuộc ông là ai. Nhưng cũng không quan trọng, dù sao các người đều phải chết. Chị Mai cười lạnh lùng nói, Sáu Sẹo, anh tự tin như vậy, chỉ dựa vào hai cao thủ thái quyền mà anh đưa đến. Ồ đúng rồi, hai người này là người của nhà họ cha phải không, chỉ dựa vào Sáu Sẹo anh, chắc cũng không mời được. Da mặt Sáu Sẹo run lên. Bị chị Mai nhìn thấu lai lịch của hai cao thủ này, gã ta đột nhiên chột dạ. Nhưng nghĩ đến phía sau còn có người chống lưng, gã ta lại cứng rắn hẳn lên. Không tin,
thì chị có thể thử xem. Thử thì thử. Chị Mai vừa dứt lời, lật cổ tay, không hề báo trước, đột nhiên bắn ra mấy điểm hàn tinh, bắn thẳng lên đại huyệt trên người hai người. Một điểm trong đó, lại bắn về phía con mắt duy nhất của Sáu Sẹo. Hàn tinh ập đến, hai người vội vàng thi triển thân pháp, vất vả tránh được, dáng vẻ hơi nhếch nhác. Chị Mai cười ha ha nói, cao thủ, chỉ vậy thôi hả? Nhưng khi bà ta nhìn sang Sáu Sẹo, liền thu lại nụ cười. Sáu Sẹo không biết võ công, cũng không có cách nào với ám khí ập đến, thậm chí gã ta cũng không biết có ám khí ập đến. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen xuất hiện trước mặt Sáu Sẹo, cuốn chặt ám khí. Ám khí rơi xuống đất, bóng đen đó lại vụt đi biến mất trong hư không. Chị Mai cau chặt mày. Bà ta chắc chắn là người phụ nữ đó đã cứu Sáu Sẹo. Nhưng bà ta không nhìn rõ người phụ nữ đó ra tay thế nào, dùng vũ khí gì. Có thể cuốn ám khí, từ cách vụt lên rồi biến mất, có vẻ giống như cây roi. Nhưng roi pháp có giỏi đi nữa, cũng phải có dấu vết, không thể nào mất tăm mất tích như vậy. Trừ phi là thủ đoạn tông sư, luyện khí thành pháo. Không thể nào. Làm sao có thể có tông sư trẻ như vậy, còn là phụ nữ. Hơn nữa người phụ nữ này nhìn thế nào cũng không giống người luyện võ. Hai cao thủ thái quyền bị ám khí tấn công, nổi giận, xông về phía chị Mai. Một người tung quyền, một người tung cước. Vừa đấm vừa đá, vô cùng ác liệt. Nếu bị đánh trúng, cho dù là làm bằng sắt cũng bị phế. Bọn họ vừa động thủ, ông chủ Vương phía sau quầy ba và sư phụ Vinh ở cửa phòng bếp cũng cùng ra tay. Hai người trông đều béo ục ịch, nhưng thân hình rất nhanh nhẹn. Ra tay sau mà đến trước, đến bên cạnh chị Mai nhanh hơn hai cao thủ thái quyền. Ông chủ Vương đập một chưởng lên nắm đấm của người đó. Chỉ nghe xoẹt một tiếng vang lên, chỗ nắm đấm giao nhau bốc khói. Còn sư phụ Vinh đập một cái muôi múc lên chân của một người khác. Hai cao thủ thái quyền đều lùi lại, một người xoa mu bàn tay, một người tập tễnh chân. Ông chủ Vương và sư phụ Vinh nhìn nhau một cái, thầm nói quả nhiên là cao thủ, vậy mà không bị thương. Hai người cùng nghiêng đến phía trước, lòng bàn tay của ông chủ Vương biến thành màu đỏ rực, còn cái muôi trong tay sư phụ Vinh đã được đổi thành con dao thái. Sử dụng hết toàn lực, hai tay thái quyền đó rõ ràng không địch nổi. Mới mấy chiêu, hai tên đã ngã xuống đất. Bàn tay của ông chủ Vương ấn lên lồng ngực của cao thủ thái quyền, con dao của sư phụ Vinh kề lên cổ của một tên khác. Ông chủ Vương vẫn cười hi hi, tay nhẹ nhàng ấn xuống. Lồng ngực của người đó bốc khói, cả khoang ngực sập xuống. Còn sư phụ Vinh lướt nhẹ một cái rồi thu lại con dao. Trên dao chưa thấy một giọt máu. Ông chủ Vương và sư phụ Vinh đứng bên cạnh chị Mai, một trái một phải. Ba người cùng nhìn sang Sáu Sẹo. Bắp chân của Sáu Sẹo đang run lên. Gã ta muốn bỏ chạy, nhưng không có cái gan đó. Không chỉ là sợ ông chủ Vương và sư phụ Vinh, mà sợ người phụ nữ phía sau mình hơn. Bất kể là thiết trưởng của ông chủ Vương, hay là khoái đao của sư phụ Vinh, cùng lắm là cho gã ta chết. Còn người phụ nữ này, lại có thể khiến gã ta sống không bằng chết. Cô xa xa, Sáu Sẹo lùi lại một bước, trốn đến bên cạnh người phụ nữ, khom lưng, thái độ hèn hạ và bợ đỡ. Cô gái hơi ghê tởm nhìn Sáu Sẹo một cái. Thật không ngờ, một quán nhỏ bé, lại ngọa hổ tàng long, người phụ nữ nói tiếng phổ thông dở tệ, Lý Dục Thần ở đâu? Cô đến tìm 100 triệu hả? Chị Mai nhìn chằm chằm tay của cô gái. Bóng đen vừa nãy khiến bà ta hơi kiêng sợ, luận ám khí, trên giang hồ không có nhiều người nhanh hơn cô ta, khiến bà ta nhìn cũng không nhìn rõ, bà ta còn chưa nghe nói đến. Cho nên bà ta chắc chắn đó không phải là ám khí. 100 triệu, cô gái phì cười, tôi không có hứng. Vậy cô tìm Lý Dục Thần làm gì? Chị Mai hỏi. Tôi là Lại Xa Xa. Lại Sĩ Công là em trai tôi, người phụ nữ nói. Chị Mai nghe là khó hiểu, cô đang nói cái gì? Chị không hiểu cũng không sao, Lý Dục Thần có thể nghe hiểu là được. Các người là bạn của anh ta không xuất hiện, tôi chỉ đành đưa các người đi. Ha, cô nói đưa đi thì đưa đi hả? Cũng phải cho chúng tôi xem bản lĩnh của cô đã. Lại Xa Xa cười lạnh lùng một tiếng, cũng không thấy cô ta ra tay. Đột nhiên từ trên người cô ta bay ra mấy điểm bóng đen. Chị Mai sớm đã chuẩn bị, giơ tay, mấy điểm ánh sáng bay ra từ trên tay bà ta.
ánh sáng và bóng đen va vào nhau trong không trung, phụt phụt mấy tiếng, rơi xuống đất. Khi mọi người nhìn xuống đất, đều kinh ngạc. Thì ra mấy con sâu trùng rơi xuống đất, còn đang ngoe nguẩy ở đó. Chị Mai hiểu ra, đối thủ không dùng ám khí, thậm chí còn không được gọi là vũ khí. Đây là cổ trùng. Lại nghe khẩu âm của cô ta, chị Mai bỗng hiểu ra cô là dáng đầu sư Nam Dương. Công phu ám khí của chị rất tốt, lại xa xa nói, tiếc là, sau này chị không có cơ hội thi triển nữa rồi. Nói xong, cơ thể cô ta rung lên, chi chít các điểm nhỏ màu đen từ trên người cô ta bay ra. Chị Mai thầm kêu một tiếng không ổn, giơ cả hai tay, bắn ra một làn hào quang. Đây là tất cả ám khí trên người bà ta. Sư phụ Vinh cũng vung con dao trong tay. Chỉ thấy con dao đó tung bay lên xuống trong tay ông ta, càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành một luồng ánh sáng trắng. Ông chủ Vương lại nghênh đón bằng hai bàn tay, cùng với ông ta vung bàn tay lên, khói mở bốc lên, trong không khí tràn ngập một mùi kỳ lạ nướng sâu trùng. Trong chớp mắt, sâu trùng chết la liệt khắp mặt đất. Sáu Sẹo nhìn sâu trùng chi chít la liệt còn đang nhúc nhích, đột nhiên buồn nôn. Gã ta thực sự không nghĩ ra, lại xa xa giấu số sâu trùng này trên người bằng cách nào. Còn cậu cha lại làm sao phát sinh quan hệ kỳ diệu với cô gái này. Toàn bộ cổ trùng rơi xuống đất, chị Mai thở nhẹ nhõm một hơi. Dáng đầu Nam Dương, cũng chỉ vậy mà thôi. Vậy sao, lại xa xa cười lạnh lùng một tiếng, vừa nãy chỉ là một ít sâu nhỏ mà tôi tạm thời nuôi sau khi đến thành phố Hòa thôi, không tính là dáng đầu. Nói thật. Sâu trùng của thành phố Hòa các người quá yếu, vốn không hợp để nuôi, còn kém xa so với ở Nam Dương. Vậy cô còn có thủ đoạn gì, cứ sử dụng hết ra đi, chị Mai nói. Tôi đã sử dụng rồi đấy, lại xa xa mỉm cười nhìn ba người họ, các người không cảm thấy gì sao. Chị Mai ngẩn người, vội vận chuyển chân khí, nhưng khí đan điền vừa dâng lên, bỗng đau một trận. Bà ta cau chặt mày, bất giác khom lưng ôm bụng. Còn ông chủ Vương và sư phụ Vinh cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Cô đã làm gì với chúng tôi? Không có gì, cho các người nếm thử dáng đầu thực sự, yên tâm, không có độc đâu, lại xa xa cười khà khà, nhưng tốt nhất các người đừng phản kháng, các người càng phản kháng, chúng càng hưng phấn, không cẩn thận sẽ ăn sạch nội tạng của các người, thì đừng trách tôi đấy. Tôi liều mạng với cô. Sư phụ Vinh vừa giơ tay, con dao trong tay lóe lên ánh sáng trắng. Ông ta muốn lợi dụng khoái đao của mình, giải quyết lại xa xa trước. Dáng đầu sư mà chết, dáng đầu cũng không còn đáng sợ. Nhưng, ánh đao chỉ lóe lên một cái, phần bụng của ông ta đã đau dữ dội, khiến ông ta không thể không quỳ xuống. Con dao trong tay cũng rớt xuống đất. Bị ổi. Sư phụ Vinh không cam tâm mắng một câu. Hừ, lại xa xa khinh thường nói, dáng đầu là thuật pháp chính tông, mấy võ phu các người làm sao hiểu được. Chị Mai dùng ánh mắt ngăn ông chủ Vương định ra tay. Cô muốn thế nào, bà ta hỏi. Các người chỉ cần ngoan ngoãn đi theo tôi chỉ muốn xem, Lý Dục Thần đó liệu có đến cứu các người không. Lại xa xa đưa bàn tay ra, lòng bàn tay có thêm một con sâu trùng màu đen rết thì không giống con rết mà bọ cạp thì cũng chẳng giống bọ cạp, lắc đầu vẫy đuôi, trông vô cùng ghê tởm. Cô ta vòng qua chị Mai, đi đến trước mặt Đinh Hương. Chị Mai nói, chúng tôi đi theo cô ta chỉ là nhân viên phục vụ của quán, cũng không biết võ công, những việc này không liên quan đến cô ta cho cô ta đi. Nếu đã như vậy, bảo cô ta đi báo tin cho tôi vậy. Lại xa xa đưa tay bóp cằm của Đinh Hương, định bỏ sâu trùng vào trong miệng Đinh Hương. Bỗng nhiên, lại xa xa ngẩn người. Thể ngu âm, lại xa xa dường như phát hiện ra báu vật, trong mắt đầy bất ngờ vui mừng. Ha ha ha, là thể ngũ âm. Cô ta buông tay nhẹ nhàng sờ lên mặt Đinh Hương, cô gái, cô yên tâm, tôi sẽ đối xử với cô thật tốt. Sau đó, cô ta đi đến bên cạnh Tiểu Dương. Tiểu Dương muốn phản kháng, nhưng trước mặt lại xa xa, cậu ta phản kháng cũng vô cùng bất lực. Lại xa xa bóp mở miệng của Tiểu Dương, nhìn con sâu trùng từ miệng cậu ta bò vào trong. Sau khi cô ta buông Tiểu Dương ra, Tiểu Dương bò dưới đất nôn ọe một hồi. Nôn ra một đống mật vàng, nhưng cũng không nôn ra được sâu trùng. Lại xa xa nói, nhóc con, nói với Lý Dục Thần, muốn cứu bạn của anh ta thì đến tìm tôi. Tiểu Dương vẫn còn thấy buồn nôn, lén nhìn sang sư phụ Vinh của mình và bà chủ Mai.
thấy chị Mai và sư phụ Vinh đều gật đầu với cậu ta. Vậy chúng tôi phải đi đâu tìm cô? Tiểu Dương hỏi. Anh ta có thể tìm được tôi, lại xa xa nói, nếu ngay cả anh ta cũng không biết tìm tôi ở đâu, thì anh ta không thể nào là đối thủ của em trai tôi. Nếu em trai tôi không phải chết trong tay anh ta, thì tôi tìm anh ta chẳng có ý nghĩa gì hết, cậu nói có đúng không? Tiểu Dương trợn mắt há hốc miệng. Đây là lý luận quỷ quái gì vậy? Ồ, đúng rồi, tôi phải nhắc nhở cậu một câu, cậu chỉ có một ngày, 24 tiếng sau, cậu sẽ tự nổ mà chết. Lý Dục Thần muốn cứu cậu, thì phải nghĩ cách diệt trừ cổ trùng trên người cậu. Nhưng nếu diệt trừ rồi, thì anh ta không thể nào thông qua mùi của cổ trùng để tìm được tôi. Cho nên, cậu không những phải mau chóng tìm được Lý Dục Thần, tốt nhất cũng phải bảo anh ta mau chóng đến tìm tôi. Lang Dụ Văn từ thủ đô trở về. Lý Dục Thần đích thân đến sân bay đón Lang Dụ Văn về Ngô Đồng Cư. Đi cùng Lang Dụ Văn về, còn có đoàn thương mại do anh ta thành lập. Mấy người trong đó là thuộc hạ cũ của anh ta, còn có mấy người là do Trần Văn Học điều đến từ Thân Châu. Quyết sách dựa vào tướng quân, đánh trận phải dựa vào binh sĩ. Đã cố đội ngũ này, Lang Dụ Văn tràn đầy lòng tin. Lý Dục Thần cũng không lo mình bị âm thầm loại trừ. Cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ thì không dùng. Anh vốn không hiểu những việc trong thương mại, nếu đã không hiểu thì toàn quyền giao cho người khác làm. Huống hồ mục tiêu của Lang Dụ Văn là Giang Đông, không có Lý Dục Thần, cho dù anh ta kiếm về nhiều tiền đi nữa, cũng không thể nào đối kháng được với hào cường Giang Đông đã liên hiệp lại. Trần Văn Học và Cố Ngôn Châu cũng đến. Anh đã chuyển 100 triệu vào tài khoản của tập đoàn kinh lý mới thành lập, sau đây sẽ triển khai hoạt động hạng mục cụ thể. Ăn cơm xong, Lang Dụ Văn bắt đầu dẫn dắt đội lên kế hoạch kinh doanh. Đã có đội ngũ, hiệu suất đúng là cao. Họ đã tiến hành tìm hiểu điều tra tình hình thị trường từng ngành ở tỉnh Nam Giang, đặc biệt là thành phố Hòa và thông tin chi tiết phân bố sản nghiệp của các gia tộc lớn tiền đường. Lý Dục Thần ngồi ở một bên, nghe mà ngẩn người, cuối cùng quyết định không tham gia vào những chuyện này thì hơn. Anh gọi Cố Ngôn Châu ra, lấy mấy viên đan hồi nguyên cho ông ta. Trước đây anh đã hứa với ông ta. Mấy ngày trước Cố Ngôn Châu bị nội thương, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Sau khi uống một viên đan hồi nguyên, lập tức tinh thần sảng khoái. Cố Ngôn Châu biết đan dược này rất quý giá, cảm kích nói, cậu Lý, tôi bị thương không đáng ngại, một viên là đủ rồi, thần dược như này, đừng lãng phí cho tôi. Lý Dục Thần xua tay nói, đan hồi nguyên thôi, không tính là quý giá. Ồ đúng rồi, thương thích của ông là thế nào? Ở thành phố Hòa, cũng không có nhiều người có thể đánh ông bị thương. Cố Ngôn Châu lắc đầu nói, ầy. Không nhắc đến thì thôi, hồi còn trẻ khí thế bừng bừng, từ Tân Môn xuống phía Nam, cả đoạn đường đánh giết, đã đắc tội với không ít người. Lần này gặp phải trưởng môn Vương Tông Sinh của Thái Cực Nam Phái, đánh với ông ta mấy chiêu. Lý Dục Thần hiểu ra, cười nói, Vương Tông Sinh là hóa kình đỉnh phong, kém tông sư khoảng nửa bước. Ông cố thua ông ta, cũng không hề mất mặt. Cố Ngôn Châu nói, tôi là người đã gần đất xa trời, đâu còn quan tâm mất mặt hay không. Lần này là Vương Tông Sinh hạ thủ lưu tình, chỉ cho tôi một bài học, nếu xuống tay thực sự, tôi cũng không có cơ hội uống đan hồi nguyên của cậu Lý đâu. Lý Dục Thần gật đầu, hỏi, ông cố cảm thấy con người Vương Tông Sinh thế nào? Nếu nói con người, cũng coi là nhân nghĩa, chỉ là hơi bảo thủ, không được cởi mở, có lẽ đó cũng là nguyên nhân ông ta không thể đột phá tông sư, Cố Ngôn Châu nói. Vậy Liễu Kim Sinh thì thế nào? Liễu Kim Sinh, Cố Ngôn Châu ngẩn người. Sau đó thở dài nói, võ đạo tông sư. Tôi không thân với ông ta, không dám đánh giá bừa bãi. Nhưng tôi nghe nói, người này là si mê võ đạo, đến nay còn chưa từng đụng vào phụ nữ, học võ từ nhỏ. Trên giang hồ còn lưu truyền một câu chuyện cũ giữa ông ta và nữ tặc Nhất Chi Mai. Nhất Chi Mai, Lý Dục Thần lập tức hiếu kỳ, ông cố kể đi. Cố Ngôn Châu bất giác nhìn Lý Dục Thần một cái, thầm nhủ vị cao nhân này sao lại cũng hóng hớt thế chứ. Nhất Chi Mai là nữ tặc nổi tiếng, cũng là cao thủ ám khí, có biệt hiệu Quan Âm Nghìn Tay. Nghe nói bà ta vô cùng xinh đẹp, đã từng được gọi là đệ nhất mỹ tặc giang hồ. Giang hồ đồn rằng, hồi trẻ bà ta và Liễu Kim Sinh yêu nhau, nhưng vì Liễu Kim Sinh yêu võ đến si mê, lại quyết không động vào phụ nữ, bà ta đành rời khỏi Liễu Kim Sinh. Nhưng Liễu Kim Sinh không những là kẻ đam mê võ, còn là kẻ si tình, đã từng nói,
những tên đàn ông nào ở bên Nhất Chi Mai, ông ta đều giết chết. Sau này, Nhất Chi Mai mai danh ẩn tính, rút lui khỏi giang hồ, không còn tung tích. Lý Dục Thần hiểu ra, thì ra giữa chị Mai và Liễu Kim Sinh còn có câu chuyện như vậy. Chẳng trách vừa nghe thấy tên của Liễu Kim Sinh, sắc mặt của ông chủ Vương và sư phụ Vinh đều khó coi. Liễu Kim Sinh này cũng thật là, lòng chiếm hữu quá mạnh rồi, bản thân không động vào phụ nữ, còn không cho người khác động vào. Cố Ngôn Châu thấy Lý Dục Thần thất thần, nhấn mạnh nói, chỉ là giang hồ đồn đại thôi. Lý Dục Thần gật đầu nói, tôi hiểu, ồ đúng rồi, ông Cố, ông có biết đại hội võ lâm của Tiền Đường một tháng sau không? Đương nhiên là biết, Cố Ngôn Châu nói, Liễu Kim Sinh và Hà Trường Xuân muốn tranh xem ai là đệ nhất tông sư Nam Giang, cũng là sự kiến hiếm có. Đã đều là tông sư rồi, còn cứ muốn tranh đệ nhất. Vô vị, Lý Dục Thần lắc đầu. Cố Ngôn Châu cười nói, bọn họ chưa chắc muốn tranh, nhưng không ngăn nổi đệ tử tông môn muốn tranh, người trong giang hồ cũng muốn tranh. Xem ra, ai ai cũng thích hóng hớt nhiều chuyện, Lý Dục Thần cảm khái nói. Ông Cố biết Xà Bích Thanh không? Đã từng nghe nói, nữ tông sư mà, nhưng từ rất lâu không lộ diện rồi. Bà ta là người làng Mèo, hình như 20 năm trước, làng Mèo xảy ra chuyện lớn, nghe nói mấy năm nay, bà ta sống ở nhà họ Quan thành phố Âu, cho nên, nếu tính theo nơi sống, tỉnh Nam Giang thực ra có 3 vị tông sư. Cố Ngôn Châu nói xong cười ha ha. Lý Dục Thần còn muốn hỏi tiếp, điện thoại bỗng đổ chuông. Người gọi đến là Tiểu Dương. Tiểu Lý, à không, cậu Lý phải không, giọng của Tiểu Dương vô cùng lo lắng, sư phụ tôi, chị Mai, ông chủ Vương và cả Đinh Hương, tất cả bọn họ bị bắt rồi, anh mau đi cứu họ đi. Lý Dục Thần kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của anh là Liễu Kim Sinh đã đến. Ngoại trừ Liễu Kim Sinh, ai có thể bắt toàn bộ 3 người chị Mai, ông chủ Vương và sư phụ Vinh? Cho dù là Vương Tông Sinh, 3 người liên thủ cũng không phải không có sức chiến đấu. Đợi sau khi anh hỏi rõ, không khỏi hít khí lạnh. Rơi vào tay người khác còn dễ nói. Nhưng đám dáng đầu sư Nam Dương độc ác tàn nhẫn, chưa từng coi con người là con người. Lại là nhà họ Cha. Lý Dục Thần đột nhiên đứng bật dậy, nói với Tiểu Dương, anh đợi ở đó, tôi đến ngay. Anh lập tức bảo Hứa Quốc Lập lái xe, đưa anh đến quán cơm thân dân. Cả quán cơm bừa bãi lộn xộn, thi thể của người chết đã bị chuyển đi, nhưng dấu vết đánh nhau vẫn còn, đặc biệt là cổ trùng chết khắp mặt đất, khiến người ta nhìn mà buồn nôn. Tiểu Dương kể lại toàn bộ sự việc một lượt. Khi nghe thấy lại xa xa nói Đinh Hương là thể ngũ âm, Lý Dục Thần kêu lên một tiếng không ổn. Thể ngũ âm là một loại thể chất cực kỳ đặc biệt. Người tu hành chính đạo nhìn thấy có lẽ cũng không sao, nhưng tà đạo vừa nhìn, rất có thể sẽ coi cô ấy là bảo bối. Dáng đầu sư Nam Dương có loại tà dáng, chính là luyện người thành nhân cổ, cũng gọi là nhân dáng. Còn người có thể ngũ âm, chính là nguyên liệu nhân cổ tốt nhất. Đồng thời, rút hồn ngũ âm ra, có thể luyện thành quỷ sát ngũ âm. Phải mau chóng tìm được bọn họ. Lý Dục Thần kiểm tra cổ trùng trên người Tiểu Dương. Lại xa xa cố ý không nói địa chỉ, lại hạ cổ trùng sống lên người Tiểu Dương, chính là muốn để Lý Dục Thần mượn cổ trùng truy tìm cô ta. Nhưng muốn để cổ trùng truy tìm thì không thể giết cổ trùng. Một khi hết thời hạn, Tiểu Dương sẽ chết chắc. Cô ta đã cho Lý Dục Thần một vấn đề khó. Lý Dục Thần nhìn Tiểu Dương nói, Tiểu Dương, chỉ còn lại chưa đến 2 tiếng, thuật dáng đầu trên người anh sẽ phát tác. Bây giờ anh hy vọng tôi cứu anh trước, rồi từ từ tìm sư phụ anh, hay là đi cứu sư phụ anh trước, nhưng anh có thể chết giữa đường. À, Tiểu Dương kinh ngạc, cô gái đó nói có 24 tiếng, chẳng phải còn mười mấy tiếng nữa mới phát tác sao? Cô ta lừa anh đấy, cũng là muốn lừa tôi, xem tôi có thể nhận ra không? Lý Dục Thần nói, nếu chúng ta tin lời cô ta, anh và sư phụ anh sẽ đều chết. Tiểu Dương cắn môi, ưỡn ngực nói, đi cứu sư phụ tôi trước, chỉ là chết thôi mà. Tiểu, Lý, cậu Lý, tôi xin anh một việc. Anh nói đi, nếu dáng đầu phát tác, anh mau chóng giết tôi đi, cho tôi chết thoải mái, tôi không muốn nhìn mình bị cổ trùng ăn thịt. Lý Dục Thần vỗ vai Tiểu Dương nói, rất tốt, sư phụ Vinh đã thu nhận một đồ đệ tốt. Nói xong, bàn tay đột nhiên ấn mạnh lên vai Tiểu Dương, một tay khác đấm lên bụng của Tiểu Dương. Tiểu Dương chỉ cảm thấy một luồng lực lớn đè nặng trên vai, không nhúc nhích nổi. Cú đấm vào bụng rất mạnh, nhưng cậu ta không cảm thấy đau,
chỉ là co bụng lại theo bản năng. Sức mạnh của nắm đấm xuyên thấu ra bụng của cậu ta, đánh vào bên trong nội tạng. Tiểu Dương cảm thấy trong bụng mình như lật sông lật biển một hồi, sau đó há miệng nôn ọe. Nôn một lúc lâu, một thứ màu đen bị nôn xuống đất, xen lẫn chất lỏng màu vàng và màu trắng. Tiểu Dương vốn đã thoải mái, nhưng vừa nhìn thấy thứ đó, lập tức lại nôn ọe. Lý Dục Thần vỗ lưng cậu ta, nói, được rồi, thứ này đã chết. Tiểu Dương mới đứng dậy, thở một hơi, liếc mắt nhìn dưới đất rồi cũng không nhìn nữa. Bỗng nhiên nhớ ra, kinh hãi nói, cậu Lý, cậu giết chết nó rồi, làm sao tìm được lại xa xa, cứu mấy người sư phụ. Hừ, tìm người, tại sao nhất định phải theo cách của cô ta, Lý Dục Thần cười lạnh lùng một tiếng, đi theo tôi đi. Đi đâu? Hải Thành. Hải Thành. Tiểu Dương ngẩn người, nhưng nhìn thấy Lý Dục Thần đã đi ra ngoài, vội vàng đi theo. Hứa Quốc Lập ngồi đợi trên xe ở cửa. Lý Dục Thần và Tiểu Dương lên xe, chỉ nói một câu, nhà họ Cha, Hải Thành. Hứa Quốc Lập không hỏi gì, nhìn sắc mặt của Lý Dục Thần là biết sự việc rất gấp, bèn nhấn ga, chạy thẳng đến Hải Thành với tốc độ nhanh nhất. Tiểu Dương trên xe đứng ngồi không yên, hỏi, cậu Lý, cậu chắc chắn lại xa xa sẽ về nhà họ Cha ở Hải Thành chứ? Chẳng may không về thì sao? Lý Dục Thần cười nói, tôi mặc kệ cô ta có về đó hay không. Chuyện này, tôi chỉ tính sổ với nhà họ Cha, tìm được người của nhà họ Cha, còn sợ không tìm được lại xa xa, không tìm được sư phụ anh à. Tiểu Dương hiểu ra, tôi hiểu rồi, đây gọi là vây ngụy cứu triệu. Không, Lý Dục Thần nói, đây gọi là bắt giặc bắt vua trước. Chiếc xe phi như bay trên đường cao tốc ban đêm thông thoáng, rất nhanh đã đến Hải Thành. Nhà họ Cha là danh môn Hải Thành, rất dễ dàng tìm được. So với sơn trang Bắc Khê của nhà họ Lâm, khu nhà mấy trăm năm của nhà họ Cha rõ ràng hơn mấy phần. Lý Dục Thần bảo Hứa Quốc Lập tìm chỗ không nổi bật bên ngoài khu nhà của nhà họ Cha để đỗ xe. Sau khi xuống xe, anh và Tiểu Dương đi thẳng đến cổng lớn của khu nhà. Bảo vệ ở công ngăn lại hỏi, các anh tìm ai? Cha Minh Huy có nhà không? Lý Dục Thần hỏi. Bảo vệ nói, cậu Minh Huy vừa về, anh tìm cậu ấy có chuyện gì? Lý Dục Thần gật đầu, có nhà thì tốt. Nói xong liền đi vào trong. Ấy ấy, bảo vệ vội ngăn lại, nhìn anh từ trên xuống dưới mấy cái, rốt cuộc anh là ai? Muộn thế này rồi còn có chuyện gì? Cho dù là bạn của cậu Minh Huy. Anh ta còn chưa nói hết, Lý Dục Thần đã giơ chân đạp lên bụng anh ta. Bảo vệ bay ra, đập lên cổng. Bành một tiếng, đập mở cổng. Cú đá đột ngột khiến Tiểu Dương cũng ngẩn người. Lý Dục Thần ung dung bước qua ngưỡng cửa, đi qua bên cạnh bảo vệ nằm dưới đất rên rỉ. Tiểu Dương vội vàng đi theo. Các bảo vệ khác nghe thấy tiếng động, đi đến hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy đồng đội canh cửa ngã dưới đất, mấy người lấy ra gậy cao su, ngăn cản đường đi của Lý Dục Thần. Các người làm gì thế hả? Nhưng Lý Dục Thần không nhiều lời với họ, lại giơ chân đạp một cú, đá bay bảo vệ chặn đường. Cha Minh Huy, ra đây cho tao. Lý Dục Thần cất cao giọng, giọng nói mang theo chân khí, giống như truyền thanh, truyền đi rất xa. Cuối cùng mấy bảo vệ khác biết người đến không có ý tốt, hét lớn. Nhóc thối, mày không muốn sống phải không, biết đây là nơi nào không? Dám đến nhà họ Cha hoành hành, chán sống rồi hả? Các anh em, lên cho tôi, đánh thật mạnh, đánh chết mặc kệ. Mấy bảo vệ xông lên, định bao vây đánh Lý Dục Thần. Nhưng họ vốn không đến được trước mặt Lý Dục Thần, mới một lúc đã ngã hết xuống đất. Sau khi tên bảo vệ cuối cùng ngã xuống, Lý Dục Thần giơ chân dẫm lên lồng ngực của bảo vệ, hét lớn. Cha Minh Huy, ra đây! Tiếng còi báo động hú hú vang lên, trong khu nhà của nhà họ Cha đèn điện sáng trưng. Hàng loạt bảo vệ từ trong xông ra. Khu nhà của nhà họ Cha là tổ nghiệp của họ. Từ đường nhà họ Cha ở đây, gia chủ nhà họ Cha cũng sống ở đây. Có thể nói, nơi này là gốc rễ của nhà họ Cha. Đây đều là nhân viên bảo vệ được nhà họ Cha lựa chọn kỹ càng, người nào không phải là quyền thủ về hưu, thì là binh lính giải ngũ, bảo vệ sự an toàn của khu nhà và gia chủ nhà họ Cha. Nhưng những người này đâu phải đối thủ của Lý Dục Thần. Lần này Lý Dục Thần đặc biệt giận dữ. Anh chẳng quan tâm nhà họ Cha muốn gây phiền phức hay nhà họ Viên treo thưởng cái đầu của anh. Nhưng bọn họ không nên đến quán cơm thân dân. Không nên động vào bạn của anh, nhất là Đinh Hương.
vậy nên lúc này anh ra tay đặc biệt nặng. Mặc dù những người bảo vệ này cũng chỉ kiếm miếng cơm ăn, nhưng làm việc cho gia tộc nham hiểm bỉ ổi như nhà họ Cha, ắt hẳn bọn họ cũng từng bắt nạt không ít người. Cha Minh Huy, ra đây. Lý Dục Thần đánh một người liền gọi một lần. Cha Minh Huy, mau ra. Anh đánh suốt một đường vào bên trong, đi qua sân trước, đến sân giữa. Một đám người áo đen ôm người đàn ông trẻ tuổi bước ra. Người kia vẫn còn mặc đồ ngủ, dáng vẻ lười biếng. Nhưng vừa trông thấy đám bảo vệ ngã đầy sân, anh ta không thể ra vẻ nhàn nhã nữa. Cha Minh Huy nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Lý Dục Thần. Là cậu còn dám đến đây? Lý Dục Thần cũng nhận ra cha Minh Huy. Lại xa xa ở đâu? Lại xa xa, cha Minh Huy chợt bật cười, như thể nhìn thấu Lý Dục Thần, lại xa xa gì chứ? Ha 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 ha, cậu muốn tìm đàn bà thì nên đến khu đèn đỏ, chứ đến nhà tôi làm cái gì? Tôi chỉ hỏi anh, lại xa xa ở đâu? Lý Dục Thần hoàn toàn không để ý đến lời chế giễu của cha Minh Huy, nếu bạn của tôi thiếu một ngón tay, tôi sẽ khiến toàn bộ nhà họ Cha chôn cùng. Khi cha Minh Huy thấy được ánh mắt lạnh như băng của Lý Dục Thần, tiếng cười dần im bặt. Anh ta chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân dâng thẳng lên đỉnh đầu. Anh ta biết Lý Dục Thần đang không nói đùa. Nhưng anh ta không tin Lý Dục Thần có thể làm được. Khiến cả nhà họ Cha chôn cùng. Nhìn khắp thành phố Hòa, thậm chí toàn bộ Nam Giang, có mấy ai có khả năng làm được. Cho dù là hai võ đạo tông sư lớn, hoặc như hào môn đứng đầu nhà họ Tiền, nhà họ Cao, đều phải suy xét đến thế lực của nhà họ Cha tại Nam Dương. Chú của anh ta, cha Nhị Tây, là chủ tịch của Thương hội Đại Mã Hoa, còn là đường chủ ngoại trấn của Huyền Hàng Môn. Em gái họ của anh ta, cha Na Lệ chính là môn chủ Huyền Hàng Môn có danh xưng nữ thần Đại Mã, còn là đệ tử thân truyền của nữ vu Fatima. Có là tông sư cũng không dám tùy tiện đối địch với Huyền Hàng Môn. Thằng kia, cậu đừng quên, nơi này không phải là thành phố Hòa, nhà họ Lâm và nhà họ Phùng cũng không bảo vệ được cậu. Đây là nhà họ Cha Hải Thành. Cha Minh Huy cười lạnh, nhẹ nhàng vung tay, nói với người áo đen xung quanh. Tất cả xông lên, đánh phế thằng này. Sân trong nhà họ Cha, gia chủ Cha Võ Anh đang luyện chữ trong phòng sách. Bên ngoài ầm ĩ cũng không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của ông ta, chữ dưới ngòi bút vẫn rồng bay phượng múa, mạnh mẽ uyển chuyển. Quản gia vội vã tiến lên, báo cáo. Lão gia, bên ngoài đã xảy ra chuyện, có người đánh tới rồi. Là ai vậy, cha Võ Anh vẫn không nóng vội. Chính là tên mà nhà họ Viên treo thưởng, gọi là Lý Dục Thần. Ồ, ngòi bút cha Võ Anh khẽ dừng, cậu ta đến làm gì? Cậu ta đến tìm Minh Huy thiếu gia, quản gia đáp, Minh Huy thiếu gia hình như bảo xa xa tiểu thư bắt bạn anh ta đi. Cái gì? Rốt cuộc cha Võ Anh cũng ngừng bút, ngẩng đầu nhìn quản gia. Chuyện khi nào? Mới buổi tối hôm nay. Hừ, sao không nói chuyện này với tôi một tiếng, cha Võ Anh trách cứ, đứa nhỏ Minh Huy này, đã 30 tuổi rồi, sao làm việc còn không đúng mực như thế? Lý Dục Thần là con rể nhà họ Lâm kén về, đồng thời là người nhà họ Viên treo thưởng, chúng ta tham gia vào làm cái gì? Rõ ràng có thể ngồi xem bọn họ đấu với nhau, lại nhất định phải tự nhúng tay. Lần này hay rồi, dính cả phân lên người, muốn rũ bỏ cũng không rũ được. Lão gia, ngài vẫn nên qua xem đi, tên kia đã đánh tới sân giữa rồi, quản gia đáp. Cha Võ Anh sững sờ, cau mày nói, đội bảo an để trương sao? Năm nào cũng tiêu bao nhiêu tiền, chỉ nuôi ra được một đám ăn hại. Đội Hắc Long đi chưa? Đã đi rồi, nhưng không có mệnh lệnh của ngài, Minh Huy thiếu gia chỉ có thể điều khiển một tiểu đội. Gọi Tưởng Định Vũ qua xem đi. Vâng. Quản gia đáp lời, lui ra ngoài. Cha Võ Anh ngẩn ngơ nhìn chữ mình chưa viết xong đặt trên bàn. Ban đầu ông ta muốn viết tuổi già chí chưa già, chí tại ngàn dặm, vừa mới viết mấy chữ đầu thì bị cắt ngang, mới viết ba chữ tuổi già chí. Cha Võ Anh nâng bút muốn viết tiếp, nhưng trong lòng không thể quay về trạng thái bình thản như vừa rồi. Bên ngoài còn truyền đến tiếng ồn ào. Nhìn ba chữ tuổi già chí, nằm trên giấy, thấy thế nào cũng lộ ra điểm xấu. Cha Võ Anh ném bút đi, quyết định bước chân ra ngoài xem. Hải Thành là huyện thành trực thuộc thành phố Hòa, cách thành phố không xa. Tại chỗ giáp giới của thành phố và huyện lỵ, trong một căn biệt thự vùng ngoại ô, Sáu Sẹo tựa lưng vào ghế sofa, miệng ngậm thuốc lá, khuôn mặt tràn ngập vẻ đắc ý. Ba người chị Mai,
ông chủ Vương và sư phụ Vinh đang ngồi trên nền đất lạnh như băng của phòng khách. Không bị dây thừng buộc chặt, nhưng bọn họ không thể lộn xộn, vừa cựa quậy, cổ trên người sẽ tác oai tác quái. Sao hả, chị Mai, đại hiệp nhất chi Mai, sáu sẹo đứng lên, đi dạo một vòng quanh ba người, không ngờ tới phải không, rốt cuộc mấy người vẫn rơi vào trong tay tôi. Sư phụ Vinh nhìn thấy gã ta liền lập tức nổi nóng, đứng phát dậy. Sáu sẹo giật mình. Gã ta từng thấy dao của sư phụ Vinh nhanh thế nào. Gã ta lùi lại mấy bước theo bản năng, đâm vào góc ghế sofa, suýt chút nữa té ngã. Nhưng sư phụ Vinh vừa đứng lên, trong bụng liền dâng lên cơn đau thắt, đành bất đắc dĩ ngồi xổm xuống. Sáu sẹo đứng thẳng người một lần nữa, lấy lại bình tĩnh, nhớ đến việc bọn họ đều bị thuật dáng đầu khống chế, gã ta vô cùng tức giận với dáng vẻ chật vật vừa rồi của mình. Mẹ nhà mày, xem chốc nữa ông đây chơi chết mày thế nào, sáu sẹo hung hăng nhổ một cục đờm về phía sư phụ Vinh, chẳng phải ông ngạo mạn lắm sao, đến đây đi. Đến đánh tôi này. Sư phụ Vinh cáu giận, mặt lúc xanh lúc đỏ. Đến tận lúc này, trên mặt ông chủ Vương vẫn treo nụ cười mang tính biểu tượng kia. Ông ấy nhẹ nhàng giật giật quần áo sư phụ Vinh, được rồi, đừng chọc tức chó nữa, không đáng đâu. Sáu sẹo nghe xong liền giận dữ, rất muốn xông lên đánh người, nhưng cuối cùng gã ta vẫn kiêng dè chu sa trưởng của ông chủ Vương, không dám lại gần quá. Gã ta chỉ đứng ở đó, nhảy cẫng lên mắng chửi người đầy thô tục, còn nhổ nước bọt. Mắng vài câu, thấy ông chủ Vương không có phản ứng gì, ngược lại thoạt nhìn nụ cười trên mặt càng ngày càng sung sướng, gã ta hết hứng thú. Lúc này, cửa phòng bên trong chợt mở ra, lại xa xa dẫn Đinh Hương đi tới. Sáu sẹo lập tức thể hiện ra 12 phần kính cẩn, xoay người hỏi, xa xa tiểu thư, sao rồi, có cần tôi hỗ trợ không? Giờ tôi phải đưa cô gái này đến chỗ sư huynh của tôi, cậu ở lại coi chừng mấy người này. Dạ dạ, cô yên tâm, tôi chắc chắn sẽ nhìn thật kỹ, đôi mắt của sáu sẹo toát lên vẻ gian ác, chỉ vào chị Mai hỏi, xa xa tiểu thư, con đàn bà này, có thể cho tôi. Lại xa xa nhìn sáu sẹo bằng ánh mắt tràn ngập chán ghét, đáp nếu không phải cậu là người của cha Minh Huy, hiện tại tôi sẽ vứt cậu cho cổ ăn. Toàn thân sáu sẹo khẽ run rẩy. Gã ta từng trông thấy cổ của lại xa xa, chúng đều được nuôi nấng bằng vật còn sống. Hơn nữa, lại xa xa còn nói, ở chỗ Nam Dương bọn họ, muốn luyện những con cổ có linh tính kia thành thuật dáng đầu thì phải nuôi bằng máu người. Sáu sẹo nghĩ đến chuyện này, trong lòng vô cùng sợ hãi. Mấy người này đều là cao thủ võ đạo, chân khí trong cơ thể dồi dào. Lúc phùng vẫy giấy chết, bọn họ có thể tùy tiện bóp chết cậu. Tốt nhất cậu nên cẩn thận, đừng có ý đồ với bọn họ. Lại xa xa cảnh cáo. Có điều, nếu cậu nghe lời, làm tốt, tôi có thể cân nhắc ý kiến của cậu. Trước khi tôi đút bọn họ cho con tôi, có thể cho cậu hưởng thụ người phụ nữ kia một chút. Sáu sẹo khom lưng cực thấp, không dám ngẩng đầu, trong miệng liên tục đáp dạ. Nhưng sau khi lại xa xa nói ra những lời này, sáu sẹo không còn chút ý nghĩ nào. Đám người áo đen cùng nhau tiến lên. Hiển nhiên những người này không phải là bảo vệ bình thường, ai cũng có công phu cao thủ. Nhưng trước mặt Lý Dục Thần, bọn họ và đám bảo vệ trước đó cũng chẳng khác gì nhau. Cha Minh Huy không thể nào nghĩ nổi, tại sao mới qua một chớp mắt, tất cả người của anh ta đều nằm trên mặt đất rồi. Đây chính là đội Hắc Long mà nhà họ cha dốc lòng bồi dưỡng. Đúng lúc này, lại thêm một đám người áo đen vọt ra. Tên cầm đầu là một người đàn ông trung niên vừa lùn vừa mập. Chú tưởng, cha Minh Huy thấy người tới như thể gặp được vị cứu tinh. Chuyện quan trường, người kia chính là đội trưởng đội Hắc Long Tưởng Định Vũ, cũng là người có giá trị võ lực cao nhất của nhà họ cha. Ngay cả cha Nhi Tây tại Nam Dương cũng từng nói, chỉ cần có Tưởng Định Vũ, an toàn của nhà cũ sẽ được bảo đảm. Tưởng Định Vũ nhíu mày nhìn thành viên đội Hắc Long nằm đầy đất. Cậu là ai, dám đến nhà họ cha diễu võ dương oai? Nhưng Lý Dục Thần không muốn nói nhiều với ông ta. Đáp lại ông ta là một nắm đấm đầy mạnh bạo. Hai người cách nhau mấy mét, Lý Dục Thần vung một quyền cách xa Tưởng Định Vũ. Tưởng Định Vũ liền bay ra ngoài. Quảng bịch một tiếng nặng nề xuống đất. Khóe miệng ông ta chảy máu. Ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào Lý Dục Thần. Cậu là Tông. Chữ sư chưa kịp nói ra khỏi miệng, ông ta đã ngoẹo đầu, nằm thẳng đơ, không biết còn sống hay đã chết. Trong lòng cha Minh Huy khiếp sợ vô cùng,
Tưởng Định Vũ, người biết đánh nhau nhất nhà họ Cha, mới lên sân khấu chưa đến 10 giây, nói một câu lời kịch rồi cứ thế ngỏm luôn. Đặt trong phim ảnh, đây chính là diễn viên quần chúng tiêu chuẩn. Câu nói cuối cùng kia, Cha Minh Huy không nghe rõ, nhưng nhìn thế nào cũng giống như diễn viên muốn cướp suất diễn nên mạnh mẽ thêm thoại. Thấy người đàn ông trước mắt dần tiến lại gần mình, Cha Minh Huy hoảng sợ đến nỗi như nhìn thấy ma vậy. Cậu đừng lại đây. Cha Minh Huy cảnh cáo, thế nhưng giọng nói của anh ta cũng run rẩy như chân anh ta vậy. Lại xa xa ở đâu? Tôi không biết. Anh còn dám nói không biết thêm lần nào nữa, tôi đánh gãy một chân của anh. Lý Dục Thần lại tiến về phía trước một bước, lúc này đã đứng trước mặt Cha Minh Huy. Tôi không biết thật mà, giọng Cha Minh Huy nghe như sắp khóc tới nơi, cô ta. Anh ta chưa kịp nói hết câu thì Lý Dục Thần đã thình lình đá vào chân anh ta. Rắc rắc, xương đùi đã gãy. Cha Minh Huy la lên thảm thiết, ngã nhào ra đất. Tiểu Dương theo sau Lý Dục Thần suốt từ nãy đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra. Kể từ lúc bước vào đây đến giờ, trong vòng chưa đến nửa tiếng ngắn ngủi, hàng chục nhân viên an ninh cũng như vệ sĩ của nhà họ Cha đã bị đánh gục hoàn toàn. Tay vệ sĩ trưởng trông có vẻ rất giỏi giang kia vừa mới bắt đầu đã bị đánh bất tỉnh bằng một cú cách sơn đả nghiêu, chẳng biết đã toi mạng hay chưa. Dù thế nào đi nữa, Tiểu Dương cũng chẳng tài nào liên tưởng được người phục vụ lau bàn, quét dọn, kiệm lời trong quán cơm với cái người trước mắt mình. Đây là sát thần chứ có phải là người đâu. Thảo nào mỗi lần chị Mai gội đầu đều phải gọi Lý Dục Thần đến chứ chẳng bao giờ gọi Tiểu Dương cậu ta cả. Xưa giờ Tiểu Dương cứ đinh ninh do mình không đẹp trai bằng, bây giờ nhìn lại. Cậu ta quan sát Lý Dục Thần. Chậc, có lẽ vẫn là do không đẹp trai bằng rồi. Nhìn người ta kìa, đánh nhau thôi mà cũng ngầu lòi như vậy. Nói đập gãy chân là đập ngay mà không chút do dự. Đó là cậu ấm của nhà họ Cha đấy. Nhà họ Cha của huyện Hải Thành. Tiểu Dương nghĩ có lẽ Lý Dục Thần đã gây họa lớn rồi, nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại thấy hả lòng hả dạ cực kỳ. Nghĩ đến việc anh làm vậy là để cứu sư phụ và chị Mai, sự cảm động ngập tràn trong lòng Tiểu Dương. Anh Lý này cũng đáng để kết giao ấy chứ. Đó là suy nghĩ trong lòng Tiểu Dương. Cha Minh Huy vẫn còn đang nằm lăn lộn dưới đất mà hét khản cổ như heo bị cắt tiết vậy. Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn anh ta, nói. Kể từ giờ phút này trở đi, anh nói bất kỳ một chữ thừa thãi nào, tôi sẽ khiến anh mất đi một bộ phận trên người, tay, chân, mắt, hoặc là hòn bi. Cha Minh Huy mấp máy môi, trong ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi và tuyệt vọng. Có phải anh là người sai khiến lại xa xa đến quán cơm thân dân không? Phải, à không, không phải, Cha Minh Huy lắc đầu nguầy nguậy, là Sáu Sẹo. Chính Sáu Sẹo là người đã nghĩ ra kế sách này. Gã ta bảo cậu và bà chủ quán cơm nhỏ kia, gian díu với nhau, thế nên chỉ cần bắt bọn chúng là sẽ tìm được cậu. Các anh tìm tôi để làm gì? Vì lại xa xa muốn báo thù cho em trai cô ta. Em trai cô ta? Lại Sĩ Công, cậu đã gặp rồi, hai người đã tranh chấp nhau ở chỗ của chú Minh hôm đó đấy. Ông ta là em trai của Lại Xa Xa, đến từ Nam Dương. Ngay sau ngày hôm đó, không ai tìm thấy ông ta đâu cả. Lại xa xa kiểm tra camera theo dõi dưới hầm đậu xe thì nói việc em trai cô ta mất tích có liên quan đến cậu. Lý Dục Thần gật đầu, xem như anh đã hiểu đầu đuôi câu chuyện rồi. Anh phủi sạch tất cả những thứ liên quan đến mình đấy nhỉ? Không không, chuyện này không liên quan gì tới tôi thật mà. Tất cả là mưu kế tầm bậy của Sáu Sẹo cả, người muốn tìm cậu là Lại Xa Xa. Bọn họ đưa bạn tôi đi đâu rồi? Cha Minh Huy lắc đầu, tôi không biết. Bỗng dưng nhìn thấy ánh mắt của Lý Dục Thần trở nên sắc bén, anh ta hớt ha hớt hải giải thích, tôi không biết thật. Huyền Hàng Môn bọn họ có địa bàn riêng của họ. Huyền Hàng Môn, Lý Dục Thần nhíu mày. Đây là một môn phái vu cổ hoạt động tại Nam Dương, khá có tiếng tăm. Tuy nhiên, bọn họ rất ít khi tiếp xúc qua lại với khu vực Trung Nguyên nên Lý Dục Thần không biết nhiều về họ. Tôi không tin nhà họ Cha các anh không hề hay biết gì về những hành động mà Huyền Hàng Môn đã làm tại thành phố Hòa. Lý Dục Thần hừ lạnh một tiếng, tôi nói rồi, hễ anh nói một câu thừa thãi, anh sẽ mất một bộ phận trên người ngay. Tôi cho rằng câu vừa nãy của anh quá thừa. Bây giờ anh chọn đi, tay, chân, mắt, hay là... Đừng mà, Cha Minh Huy gào to, giọng điệu anh ta chứa đầy sự kinh hoàng. Anh không chịu chọn thì tôi chọn ngẫu nhiên vậy, Lý Dục Thần nói.
Tiểu Dương tò mò nhìn anh, thứ này mà cũng chọn được à? Ngay khoảnh khắc Lý Dục Thần chuẩn bị ra tay, anh đột nhiên nghe thấy tiếng một người hét lên vang dội. Dừng tay! Một ông lão hơn 60 tuổi bước ra khỏi nhà. Đó chính là cha Võ Anh, gia chủ nhà họ Cha. Ngoài ra còn có chừng 7, 8 tay vệ sĩ đi bên cạnh ông ta. Mặc dù số người không đông nhưng tất cả đều có súng. Bố! Cha Minh Huy như nhìn thấy cứu tinh, anh ta cố gắng lết cái chân đã bị gãy bỏ ra phía sau. Cha Võ Anh nhìn thấy con trai mình ra nông nỗi này thì mặt mày tái mét. Tuy vậy, ông ta vẫn phải kiềm chế cơn thịnh nộ đang trực chờ trào dâng, lạnh lùng nhìn Lý Dục Thần, chất vấn, cậu Lý phải không? Đúng là tài cao thật nhỉ, thảo nào nhà họ Viên phải treo thưởng 100 triệu khắp trốn để tìm người giết cậu bằng được. Nhưng cậu có ngông cuồng quá không? Một mình cậu mà muốn đấu với cả nhà họ Cha à? Cha Minh Huy đã lết đến bên chân bố mình, nhìn những người vệ sĩ cầm súng mà lòng cực kỳ yên tâm. Cho dù võ công có đáng sợ cỡ nào thì liệu đối phó nổi súng đạn không? Giết cậu ta, các anh mau nổ súng giết cậu ta đi, cha Minh Huy gào lên. Các tay súng đều nhìn cha Võ Anh để hỏi ý ông ta. Chưa có mệnh lệnh của cha Võ Anh, bọn họ sẽ không ra tay. Cậu Lý, nếu bây giờ cậu rời khỏi đây thì tôi sẽ xem như chuyện tối nay chưa từng xảy ra, cha Võ Anh nói. Lý Dục Thần cười khẩy, đá xoáy ông ta, ông có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra nhưng tôi thì không đâu. Tôi cũng nói với ông một câu, bây giờ nếu ông thả bạn tôi ra và giao lại Xa Xa, sáu sẹo cho tôi xử lý, tôi cũng sẽ xem như chuyện tối nay chưa xảy ra. Cha Võ Anh nhíu chặt mày, híp mắt lại, một tia sát khí vụt qua thật nhanh trên mặt. Một vệ sĩ đứng cạnh ông ta giơ khẩu súng lên, chĩa thẳng vào mặt Lý Dục Thần. Cậu không sợ chết à? Thấy dáng vẻ không chút hốt hoảng nào của Lý Dục Thần, một dự cảm không lành bỗng dâng lên trong lòng cha Võ Anh. Thế nhưng ông ta lại chẳng tài nào nghĩ ra được thằng ôn con này có gì chống lưng. Ngay cả một cao thủ huyền môn như Lại Xa Xa cũng không dám tỏ ra thờ ơ khi đối đầu với súng đạn, nhất là khi ở đây có nhiều khẩu súng thế này. Các ông có thể nổ súng thử xem, Lý Dục Thần thách thức mà không chút nao núng. Cha Võ Anh nhẹ nhàng phất tay. Vệ sĩ nã một phát đạn vào chân Lý Dục Thần. Đoàng! Tiếng súng nổ ra chát chúa. Lý Dục Thần vẫn lành lặn đứng đó. Trong khi cha Minh Huy kế bên cha Võ Anh lại là người hét toáng lên. Mọi người thấy anh ta che chân mình lại, máu tươi ồ ạt túa ra giữa các kẽ ngón tay như suối. Sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Rõ ràng vệ sĩ đã nổ súng về phía Lý Dục Thần cơ mà. Tại sao lại thành ra bắn trúng cha Minh Huy ở ngay bên cạnh ông ta được? Vệ sĩ sững sờ giật súng về, nhìn tay mình. Bắn chật ư? Hay là đạn lạc? Gã ta luôn luôn hết sức tự tin về kỹ năng bắn súng của mình, đứng ở khoảng cách gần thế này, mà mục tiêu thì không di chuyển, đời nào có chuyện bắn chật được. Lý Dục Thần nhìn cha Võ Anh, cảnh cáo. Đừng trách tôi không báo trước, từ bây giờ trở đi. Bất kỳ biện pháp mạnh nào mà các ông dùng với tôi đều sẽ chuyển sang người con trai ông cả. Có muốn cực một lần thử không? Các ông bắn lung tung vào người tôi đi, để xem tôi sẽ biến thành tổ ong vỏ vẽ hay con trai ông sẽ biến thành tổ ong vỏ vẽ. Vẻ mặt cha Võ Anh đầy phức tạp. Ông ta đã nhận thức được rằng Lý Dục Thần này tuyệt đối không đơn giản chỉ là giỏi võ. Thảo nào nhà họ Viên phải treo giải thưởng kêu gọi người khắp nơi mà không tự mình kết liễu anh. Các cậu bảo vệ cậu chủ, đừng để nó bị đạn lạc bắn trúng. Mấy tay vệ sĩ ngay lập tức ngồi xổm xuống, bảo vệ cha Minh Huy cả trước lẫn sau. Giờ phút này, miễn là đạn không mọc mắt, không rẽ hướng thì cho dù bắn từ hướng nào, nhất định cũng sẽ bị vệ sĩ ngăn cản. Cái này gọi là nuôi binh nghìn ngày, dùng binh chỉ một giờ. Vào thời điểm mấu chốt, vệ sĩ phải làm bia đỡ đạn cho kẻ thuê họ. Những võ sĩ còn lại cũng đứng chắn trước người cha Võ Anh. Cha Võ Anh thì thầm vài câu vào tai vệ sĩ vừa nổ súng hồi nãy. Tên vệ sĩ gật đầu, lại bắn hai phát súng liên tục về phía Lý Dục Thần. Một phát súng vẫn vào chân, phát súng còn lại thì vào vai. Đoàng đoàng! Hai tiếng súng gần như vang lên cùng một lúc, có thể thấy tay vệ sĩ đã nổ súng nhanh nhường nào. Đó cũng là người dùng súng giỏi nhất trong nhà họ cha. Lý Dục Thần nhếch mép cười một cách khinh thường, vẫn đứng yên ở đó. Không mảy may bị thương. Trong khi cha Minh Huy đang bị bọn vệ sĩ bao quanh thì lại kêu lên thảm thiết. Á!
Lúc này, từ trong thâm tâm Tiểu Dương khâm phục Lý Dục Thần sát đất. Làm sao được như thế hay vậy? Cậu ta chẳng dám tin vào mắt mình. Đây là thần chứ không phải người nữa rồi. Bọn vệ sĩ cũng được mặt ra. Không ai hiểu nổi Lý Dục Thần đã làm vậy bằng cách nào. Bọn họ vô cùng khiếp sợ trước hành động thần kỳ của anh, thậm chí điều đó đã khiến họ bỏ quên tiếng la đinh tai nhức óc của cha Minh Huy. Ai nấy cũng ngẩn người ra đó, bần thần trợn tròn mắt nhìn Lý Dục Thần như thể thấy ma, thấy thần. Tiếng thét đau đớn của con trai đã kéo tâm trí của cha Võ Anh trở về hiện thực, trong lòng ông ta đau xót và hối hận khôn nguôi. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã giận quá hóa rồi từ lâu. Nhưng với tư cách là người cầm trịch nhà họ cha, cha Võ Anh đã một tay quán xuyến cơ ngơi khổng lồ của gia tộc suốt mấy chục năm, từng trải nghiệm đủ loại phong ba cũng như gian lao thử thách. Ông ta biết rằng mình phải giữ bình tĩnh vào những lúc thế này. Mau đưa thiếu gia vào trong cho bác sĩ cầm máu. Cha Võ Anh ra lệnh, sau đó bước ra một bước, cúi người với Lý Dục Thần. Cậu Lý, kẻ hèn họ cha này có mắt mà không biết Thái Sơn, xúc phạm cậu, tuy không dám xin cậu tha thứ nhưng xin cậu Lý đây hãy bỏ qua cho chúng tôi. Chúng tôi xin vâng theo bất cứ điều kiện của cậu. Đây chính là khí phách của người đứng đầu một gia tộc lớn, có được giãn được. Ông có phải người có toàn quyền quyết định ở nhà họ cha không? Lý Dục Thần liếc ông ta, anh cần phải xác nhận thân phận của kẻ này. Lão Phu là cha Võ Anh, gia chủ đương nhiệm của nhà họ cha Võ Anh bảo. Được, vậy tôi sẽ đưa ra điều kiện của tôi, Lý Dục Thần cất lời, thứ nhất, bảo lại xa xa thả bạn tôi ra. Thứ hai, giao lại xa xa và sáu sẹo cho tôi xử lý. Thứ ba, trả tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi và bạn tôi. Cha Võ Anh sửng sốt, lướt nhìn một lượt xác chết nằm la liệt trên đất, thầm nghĩ tổn thất tinh thần mẹ gì ở đây. Phải là cậu bồi thường cho tôi mới đúng. Xong, ông ta vẫn bình tĩnh hỏi, cậu muốn bao nhiêu tiền? Cái đó thì phải xem tình trạng tổn thất tinh thần của bạn tôi đến đâu, thế nên ông liệu mà giục lại xa xa thả cậu ấy ra đi. Đương nhiên, với điều kiện tất cả bọn họ đều không có chuyện gì xảy ra, Lý Dục Thần nhấn mạnh một câu, nếu bạn tôi thiếu một ngón tay, tôi sẽ chôn cả nhà họ cha theo cùng. Cha Võ Anh run rẩy khó thấy. Ông ta thừa biết rằng cái người trước mắt thật sự có thể làm được điều đó. Có lẽ chỉ có thế lực huyền hàng môn mới đối đầu với thứ sức mạnh đáng sợ này được thôi. Sau một hồi trầm ngâm suy ngẫm, cha Võ Anh trả lời, điều kiện thứ nhất ta có thể đồng ý, nhưng cô Sa Sa là người của huyền hàng môn, tôi không dám chắc cô ta có chịu nghe lệnh tôi hay không. Thế nên về điều kiện thứ hai, tôi chỉ dám bảo đảm rằng có thể giao sáu sẹo cho cậu, còn cô Sa Sa thì phải xem cậu có bản lĩnh khiến cô ta đi cùng cậu hay không. Lý Dục Thần biết rõ mồn một rằng nếu như ngay cả lại Sa Sa mà mình cũng không mang đi được thì khỏi cần bàn đến những điều kiện khác. E rằng nhà họ cha sẽ trở mặt với anh ngay lập tức. Đương nhiên anh không lo sẽ không đánh lại Sa Sa. Nếu như ngay cả một đệ tử trẻ tuổi thuộc nhánh phụ ở nước ngoài mà anh cũng không đối phó nổi thì thật xấu mặt với danh hiệu đệ tử Thiên Đô. Thấy Lý Dục Thần vẫn không đáp trả gì, cha Võ Anh nói ngay, còn về chuyện bồi thường tổn thất tinh thần, tôi cũng sẵn sàng gánh chịu. Tôi có thể cho cậu 200 triệu, đây là toàn bộ số tiền mà tạm thời tôi có thể điều động được lúc này. Nếu cậu muốn nhiều hơn nữa thì cần tốn thêm thời gian và phải làm một số thủ tục. Lý Dục Thần gật đầu, đừng trì hoãn thời gian, ông mau gọi lại Sa Sa về đi. Cha Võ Anh nhanh chóng bảo quản gia mang điện thoại đến, mở loa ngoài gọi điện cho lại Sa Sa ngay trước mặt Lý Dục Thần. Cô Sa Sa, tôi là cha Võ Anh đây, Lý Dục Thần mà cô muốn tìm hiện đang ở nhà tôi, cậu ấy yêu cầu cô thả bạn cậu ấy ra, nếu không thì sẽ chôn cả nhà họ cha theo cùng. Nể tình nhà họ cha chúng tôi và huyền hàng môn giao hảo với nhau nhiều năm, mong cô Sa Sa hãy đưa những người bạn của cậu ấy đến đây đi. Cha Võ Anh lựa lời rất khéo, vừa nói được sự thật vừa không đắc tội cả hai bên. Kế đó, mâu thuẫn đã trở thành cuộc tranh chấp giữa Lý Dục Thần và huyền hàng môn. Người ở đầu dây bên kia điện thoại im lặng một hồi mới có một giọng nữ vang lên. Ông bảo anh ta chờ một lát, tôi sẽ đến ngay. Sáu sẹo cứ tưởng mình sẽ ở lại biệt thự hết đêm nay, sau đó chờ Lý Dục Thần vác xác đến. Gã ta muốn thấy tận mắt cảnh cô Sa Sa ăn thịt Lý Dục Thần từng chút một để báo thù cho Độc Nhãn. Thế nên khi đó gã ta còn lo lắng Lý Dục Thần sẽ không đến. Tuy nhiên, sáu sẹo tin rằng cho dù Lý Dục Thần không đến thì cô Sa Sa vẫn sẽ đi tìm anh. Sau đó,
gã ta sẽ kéo người phụ nữ được gọi là chị Mai kia về giường của mình mà tra tấn một phen, hòng giải tỏa mối hận bị lừa đảo đến táng ra bại sản của mình. Xong, Sáu Sẹo không ngờ rằng chưa đến nửa đêm mà lại xa xa đã gọi mình đi, dẫn theo ba con tin đến nhà tổ của nhà họ cha ở Hải Thành. Điều làm gã ta bất ngờ hơn cả là tại nhà tổ của nhà họ cha, chờ mình không phải sự khen ngợi và phần thưởng từ cha Minh Huy mà là ánh mắt đầy lạnh lùng của Lý Dục Thần. Người của nhà họ cha đã dọn dẹp nhà tổ sạch sẽ, sân vườn giờ đây cũng gọn gàng và trống trải để chào đón trận chiến quyết liệt như sao hỏa va vào trái đất có thể sẽ xảy ra giữa Lý Dục Thần và lại xa xa. Cha Võ Anh thì đứng tại cửa sân dẫn vào trong nhà để quan sát tình hình. Thấy chỉ có chị Mai, sư phụ Vinh và ông chủ Vương ở đây mà chẳng thấy bóng dáng Đinh Hương đâu, tâm trạng Lý Dục Thần vô cùng nặng nề. Đinh Hương đâu rồi, anh gặng hỏi ngay. Anh đang hỏi đứa con gái có thể ngũ âm đúng không, lại xa xa phá lên cười sặc sụa, đưa tới Nam Dương rồi. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cho cô ta ăn uống thật ngon, tận hưởng đãi ngộ tốt nhất trên thế gian này. Lý Dục Thần đanh giọng quát, đưa cô ấy về đây ngay bây giờ. Nếu không, tôi sẽ đến Nam Dương và san bằng Huyền Hàng môn đấy. Lại xa xa sửng sốt như thể vừa nghe thấy trò cười khôi hài nhất trên đời, nhìn thấy kẻ vừa hành xử ngu ngốc nhất thế gian. San bằng Huyền Hàng môn. Ha 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 ha, cô ta lại được một phen cười nắc nẻ, tôi biết võ công của anh khá tốt, đánh nhau rất giỏi, nhưng cho dù có giỏi đánh nhau đến đâu thì Lưu có sánh ngang tông sư nổi không? Nghe nói Nam Giang các anh có hai tông sư, anh đi hỏi họ xem họ có dám đến Huyền Hàng môn khiêu khích không? Còn san bằng nữa chứ, ha 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 ha. Sát ý lóe lên trong mắt Lý Dục Thần. Anh nhìn về phía cha Võ Anh, nói em gái tôi, Đinh Hương. Không về thì tổn thất tinh thần lớn lắm đấy, có vẻ số tiền 200 triệu đó của ông không đủ để bồi thường đâu. Còn nữa, tôi là người giữ chữ tín, lỡ em gái tôi có mệnh hệ gì thì ông biết hậu quả đấy. Sở dĩ Lý Dục Thần cảnh cáo cha Võ Anh như vậy là vì anh không muốn nhiều lời với lại xa xa nữa, chứ không phải anh là trái hồng mềm dễ nắn. Sắc mặt của cha Võ Anh vô cùng khó coi. Ông ta hiểu ý Lý Dục Thần. Nếu như Đinh Hương thiếu mất một cọng tóc thì anh sẽ khiến cả nhà họ cha chôn theo ngay. Cho dù cô ấy vẫn còn lành lặn thì e rằng anh vẫn sẽ không bỏ qua cho nhà họ cha dễ dàng. Đương nhiên cha Võ Anh hy vọng lại xa xa có thể giải quyết Lý Dục Thần luôn cho xong. Thật ra chính bản thân ông ta cũng cho rằng chắc hẳn sẽ thành công. Dù gì lại xa xa cũng được xem như người xuất sắc nhất trong số những đệ tử của Huyền Hàng Môn, cha Nhi Tây ở Nam Dương cũng có lời đánh giá cao với cô ta. Chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, cha Võ Anh không dám cược vì việc này có liên quan đến sự tồn vong của gia tộc. Cậu Lý, tôi thừa nhận võ công cậu cao cường, không một ai trong nhà họ cha tôi có thể địch lại nổi, nhưng cô xa xa xuất thân từ Huyền Hàng Môn, hơn nữa sư huynh của cô ấy Tào cha Lý đang ở ngay trong tiền đường. Có hai người họ ở đây, kể cả tông sư ra tay thì cũng chưa chắc đã chiếm ưu thế. Tôi khuyên cậu hãy biết điều hơn đi. Lời lẽ của cha Võ Anh nghe như đang khoe khoang sự hùng mạnh của Huyền Hàng Môn, nhưng thực chất ông ta đang ngầm nhắc nhở Lý Dục Thần rằng lại xa xa vẫn còn một người sư huynh tên là Tào cha Lý đang ở tiền đường. Nếu như Đinh Hương đã bị đưa đến Nam Dương thì chắc chắn thủ phạm là Tào cha Lý. Người biết đối nhân xử thế thực sự thì phải như vậy, nói sao cho khéo léo không đắc tội cả hai bên. Đương nhiên Lý Dục Thần hiểu được điều đó, anh khẽ gật đầu với cha Võ Anh xem như ngầm đồng ý. Sau đó, anh lấy điện thoại ra gọi cho Cao Tử Hạng. Ở tiền đường, chỉ có nhà họ Tiền và nhà họ Cao mới đủ khả năng tìm người nhanh nhất, hiệu suất nhất và có thể giữ người đó lại. Cao Tử Hạng mới vừa nợ anh hai ân tình. Hơn nữa, nói không chừng tên Tào cha Lý này còn có liên quan đến chuyện bà Cao trúng cổ. Tôi là Lý Dục Thần. Cậu Lý, giọng của Cao Tử Hạng truyền đến từ đầu dây bên kia điện thoại, nghe có vẻ ông ta đang khá bất ngờ nhưng cũng rất hào hứng. Tôi có việc cần nhờ ông giúp đỡ. Cậu Lý cứ nói đi, chỉ cần tôi giúp được thì tôi sẽ giúp. Giúp tôi tìm một người tên là Tào cha Lý, người của Đại Mã, có thể tối nay gã sẽ từ tiền đường bay đến Đại Mã. Gã ta có dẫn theo một cô gái. Ông hãy tập trung điều tra thông tin của hành khách trên các chuyến bay xuất cảnh, nếu như hai người đó vẫn chưa đi thì ông phải cản lại giúp tôi bằng mọi giá. Còn nếu họ đi rồi thì báo cho tôi biết thông tin chuyến bay. Cẩn thận. Tên này biết dùng cổ. Được, cậu Lý cứ yên tâm, tôi sẽ sai người đi ngay. À không, đích thân tôi sẽ đi. Muốn cản sư huynh tôi đấy à?
nằm mơ đi, lại xa xa cười khẩy, không một ai ở tiền đường có thể cản sư huynh tôi đâu, bởi vì không ai dám đắc tội Huyền Hàng môn cả. Vậy à? Lý Dục Thần đặt điện thoại xuống, có lời hứa của Cao Tử Hạng, anh tin rằng tối thiểu họ sẽ điều tra được hành tung của Tào Cha Lý. Chỉ cần biết gã ta đang ở đâu thì cho dù phải truy đuổi đến Nam Dương, anh cũng phải giải cứu Đinh Hương ra bằng được. Cô khinh thường tiền đường, xem thường Huyền môn Hoa Hạ quá rồi đấy, Lý Dục Thần đe dọa, còn bây giờ thì tính sổ với cô trước đã. Hừ, tôi đang định tính sổ với anh đây. Nói mau, em trai tôi lại sĩ công đang ở đâu? Cô đang nói đến tên tóc húi cua thích nuôi rắn à? Đúng, là nó đấy, lại xa xa nhìn Lý Dục Thần bằng ánh mắt vừa hào hứng vừa mong đợi. Chết rồi, Lý Dục Thần bình tĩnh phán một câu. Lại xa xa nghe mà tái mặt, gương mặt cô ta tràn đầy sự đau khổ xen lẫn phẫn nộ, sao lại chết? Ai hại chết nó? Ông ta tự đâm đầu vào chỗ chết, tôi đành phải cho ông ta toại nguyện thôi. Anh, lại xa xa có vẻ không tin, một mình anh. Không thể nào, em trai tôi biết hàng thuật, làm gì có chuyện nó chết dưới tay anh được. Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn cô ta, không thèm trả lời. Lại xa xa giận tím mặt, được, vậy thì tôi sẽ cho anh trải nghiệm cảm giác bị vạn cổ cắn. Tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết. Dứt lời, cô ta giang tay ra, một đám mây đen đột nhiên bay ra từ cơ thể. Nhìn kỹ lại mới thấy hóa ra đó là một rừng côn trùng chi chít chứ nào phải mây đen. Người xung quanh nhìn mà rợn cả da đầu. Chị Mai hét lên, cẩn thận, cô ta có ám cổ. Ám cổ trái ngược với những con cổ chung có thể tác động công khai. Bình thường cổ đều có hình dạng nhất định, được luyện từ những sinh vật trong tự nhiên. Cổ sư sẽ khống chế cổ trùng nhằm mục đích gây tổn thương hoặc khống chế người khác. Vào thời kỳ đầu, cổ được vu sư dùng để chữa bệnh. Bởi vì điều kiện chữa bệnh vào thời điểm đó không thể chữa trị bệnh tật trong cơ thể, chẳng hạn như bệnh nang nội tạng hay ung thư. Thời đại ngày nay, vu sư lợi dụng cổ trùng đã nuôi để bò vào trong cơ thể bệnh nhân, hút hết mủ và chất độc ra. Nghe nói vu sư giỏi thời thượng cổ có thể khống chế cổ trùng nhỏ đến nỗi không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Theo cách gọi hiện nay thì đó chính là vi khuẩn. Khống chế lợi khuẩn để điều trị các bệnh hệ thống của con người là một phương pháp chữa bệnh, điều trị tổn thương vô cùng cao cấp. Chỉ tiếc rằng vu thuật tài tình ấy đã dần dần bị mai một, còn cổ thuật thì bị kẻ ác lợi dụng, dần dần biến thành thứ pháp thuật chuyên được dùng để hại người và kiểm soát con người. Nhất là phải kể đến thuật giáng đầu của Nam Dương, thứ cổ thuật biến chủng này nổi tiếng là tà ma ngoại đạo, khiến người ta vừa nghe thấy tên đã sợ mất mật. Đại sư giáng đầu ở Nam Dương mà luyện đến trình độ cao thì đều nuôi ám cổ, tức những vật vô hình, cũng chính là ký sinh trùng. Lại xa xa đã có đủ thực lực để nuôi ám cổ. Nhìn kỹ sẽ thấy trong đám sa trùng dày đặc khắp trời ẩn chứa một luồng gió tà nào đó, trên mặt đất cũng có một cái bóng kỳ lạ đang từ từ bò tới chỗ Lý Dục Thần đang đứng. Lý Dục Thần cười khẩy, dậm chân một cái. Mặt đất khẽ rung lên. Lấy chân anh làm tâm hình tròn, một cơn sóng va chạm nhanh chóng lan tỏa ra ngoài. Đầu óc ai nấy cũng ong ong cả lên như dậy sóng mãnh liệt, nhưng chẳng mấy chốc lại trở về như bình thường. Nhìn lại khoảng cách giữa lại xa xa và Lý Dục Thần, không còn thấy bọn sa trùng khắp trời kia nữa. Trong sân trống hoác, chỉ còn gió lạnh hây hẩy thổi tới. Lại xa xa vô cùng hoảng sợ, một tay bắt pháp quyết, một tay làm động tác chỉ. Một cái bóng đen lao vụt tới chỗ Lý Dục Thần với tốc độ nhanh như chớp. Chị Mai biết rằng đó chính là thứ ám khí đã trói và kéo mình về phía sáu sẹo lúc ở trong quán. Cho dù mở to mắt nhìn thật kỹ thì bà ta vẫn không tài nào thấy rõ bóng đen đó là gì. Bóng đen thoát cái đã xuất hiện trước mặt Lý Dục Thần. Nhưng Lý Dục Thần chỉ đưa hai ngón tay ra, nhẹ nhàng kẹp bóng đen lại. Không ngờ đó là một con rắn hổ mang chúa dài những 2 mét. Người xung quanh không khỏi ngạc nhiên, không thể tin được một cô gái thon thả như lại xa xa lại có thể cất giấu một con rắn khổng lồ như thế. Rắn hổ mang chúa nổi tiếng là hung dữ. Huống chi trải qua sự thuần hóa và rèn luyện, nuôi dưỡng của đại sư giáng đầu đã sớm không còn là rắn thường nữa, thậm chí còn có mối liên kết bản mệnh với lại xa xa. Tuy nhiên, nó đã bị Lý Dục Thần tóm lấy bảy tấc, chỉ biết vùng vẫy dữ dội, chẳng tài nào giãy ra được. Gương mặt lại xa xa đỏ bừng, con rắn đang giãy giụa thì cũng như cô ta giãy giụa vậy. Lý Dục Thần cười lạnh lùng một tiếng, dồn lực vào ngón tay, rung lên, con rắn đó chết mềm nhũn.
lại xa xa phụt ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Anh, rốt cuộc anh là ai? Lúc này, điện thoại của Lý Dục Thần đổ chuông. Anh nhìn một cái, dứt khoát mở loa ngoài. Cậu Lý phải không, tôi là Cao Tử Hạng. Phía bên kia điện thoại vang lên tiếng nói. Ban đêm yên tĩnh, giọng nói truyền đến rất rõ ràng trong nhà họ cha. Cha Võ Anh sợ giật mình. Cao Tử Hạng, chắc không phải là Cao Tử Hạng của nhà họ Cao ở Tiền Đường chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đó là gia chủ tương lai của nhà họ Cao đấy. Sao giọng điệu nói chuyện lại cung kính với tên nhóc họ Lý này như vậy? Nhất định là người cùng họ cùng tên rồi. Cha Võ Anh nghĩ. Tôi là Lý Dục Thần. Cậu Lý, chúng tôi tìm được tàu cha Lý rồi, bây giờ hắn đang ở sân bay, chuẩn bị lên chuyến bay nửa tiếng nữa đến Nhã Kinh, bên cạnh hắn còn có một cô gái. Tôi nhờ vả quan hệ với cục hàng không, cho chuyến bay kéo dài chậm thêm một tiếng, cũng có nghĩa là, còn một tiếng rưỡi nữa, hắn sẽ rời đi. Người của tôi đã đến sân bay, có cần ra tay bắt hắn ngay lập tức không? Không, Lý Dục Thần ngăn lại nói, hắn rất nguy hiểm, các ông chỉ cần theo dõi chặt hắn là được, tôi sẽ chạy đến sân bay trong một tiếng rưỡi. Lý Dục Thần tắt máy. Anh còn xách một con rắn chết trong tay. Cha Võ Anh vẫn trong trạng thái chấn hãi. Chắc chắn là Cao Tử Hạng của nhà họ Cao rồi. Ngoại trừ nhà họ Cao, còn ai có thể tìm được một người trong thời gian ngắn như vậy, mà còn nhờ cục hàng không cho chuyến bay chậm thêm một tiếng. Lý Dục Thần này, rốt cuộc là ai? Cao Tử Hạng lại cung kính với anh ta. Cha Võ Anh bất giác run lên ớn lạnh, toàn thân nổi da gà. Chị Mai ngồi dưới đất cũng chấn hãi. Bà ta sớm đã đoán được Lý Dục Thần không phải người bình thường, nhưng cũng không ngờ anh có thể trực tiếp hạ lệnh cho Cao Tử Hạng. Lại xa xa. Lý Dục Thần ném con rắn chết xuống đất. Chẳng phải cô muốn biết em trai cô lại sĩ công chết thế nào sao? Vậy tôi cho cô toại nguyện, cho cô chết cùng một cách giống ông ta, cũng cho cô thấy, thế nào là tiên pháp hoa hạ. Nói xong, anh giơ tay, hô một tiếng. Xét đâu? Bầu trời trên khu nhà họ cha liền tối sầm. Bên tai vang lên tiếng sấm sét cuồn cuộn. Mọi người nhìn lên bầu trời theo bản năng. Bỗng nhiên, rắc một tiếng sét đánh. Một luồng chớp điện lóe lên. Bị tay của Lý Dục Thần nắm chặt. Giống như một con mãng xà khổng lồ vàng lấp lánh, bay múa giãy giụa trong tay anh. Đi! Lý Dục Thần buông tay. Chớp điện trực tiếp đánh đến lại xa xa. Cả sân viện ầm ầm sáng như ban ngày. Trong ánh sáng vô biên, thân hình của lại xa xa trở nên trong suốt. Hình ảnh cuối cùng mà cô ta để lại trên thế gian này là một khuôn mặt kinh hãi, ánh mắt đến chết vẫn không dám tin. Tiếng sét rừng, chớp điện tắt. Đôi mắt của mọi người nhất thời không thể thích ứng. Khu nhà của nhà họ cha rơi vào trong tối đen. Mọi thứ bị bóng tối nuốt chừng. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình, như tiếng chuông của địa ngục. Ánh sáng dần trở lại. Trăng thanh gió mát, mái ngói xưa cũ, gió thổi hành lang, ve kêu râm ran. Mọi thứ lại trở lại như cũ. Chỉ là trong sân viện thiếu mất lại xa xa. Cô ta đã tan thành cho bụi trong sấm sét vừa nãy. Không ai nói gì. Tất cả đều không thể định thần lại từ trong chấn hãi. Lý Dục Thần đi đến trước mặt ba người chị Mai. Sư phụ Vinh há miệng, không thốt ra được một chữ. Ông chủ Vương vẫn là khuôn mặt cười mang tính biểu tượng đó, chỉ là cơ thịt trên mặt cứng đờ, giống như chanh sơn dầu. Chị Mai cười với Lý Dục Thần, rõ ràng là cảm kích, trong ánh mắt lại mang theo chút u oán khó che đậy. Lý Dục Thần mỉm cười đáp lễ, nói, để tôi đuổi cổ trùng cho mọi người. Bèn vung tay, châm ngũ hành tự bay ra từ đầu ngón tay, hóa thành ánh sáng nhỏ đâm vào huyệt vị của ba người. Anh vỗ mấy cái lên lưng bọn họ, ba người vừa khom lưng, nôn ra một đống chất bẩn, bên trong còn có mấy con cổ trùng đang nhúc nhích. Lý Dục Thần lại vung tay, thu lại châm ngũ hành, nói, mọi người bị ám cổ của cô ta làm tổn thương nguyên khí, tuy không nghiêm trọng, nhưng tốt nhất vẫn nên ngồi xuống điều khí đi. Ba người ngồi xuống theo lời anh, bắt đầu vận chân khí, điều tiết khí huyết. Lý Dục Thần cho bọn họ mỗi người uống một viên đan dược, quay đầu nói, Tiểu Dương, anh chăm sóc bọn họ đi. Ây! Tiểu Dương đáp một tiếng, đứng bên cạnh ba người, hùng dũng hiên ngang giống như hộ pháp. Lý Dục Thần quay người đứng đối diện với cha Võ Anh, nói, gia chủ cha, điều kiện của tôi, hai điều trước miễn cưỡng coi như ông đã làm được.
nhưng em gái tôi Đinh Hương vẫn chưa quay về, bây giờ tôi đi cứu cô ấy, nếu cô ấy có chuyện gì, tôi vẫn sẽ bắt nhà họ cha ông chôn theo. Lúc này, cha Võ Anh đâu còn dám phản bác. Người trước mặt, là sát thần tay cầm sấm sét đấy. Không dở mặt tại chỗ, diệt toàn tộc ông ta đã rất cảm tạ trời đất rồi. Cậu Lý, cha Võ Anh khom người, cúi lưng xuống thật thấp, tôi thay mặt thằng con trai không ra gì của tôi xin lỗi cậu. Tôi sẽ cố hết sức, bồi thường cho cậu, từ nay có việc gì sai bảo, chỉ cần một lời của cậu, trên dưới nhà họ cha sẽ cố hết sức lực. Lý Dục Thần gật đầu nói, mong là ông có thể nói được làm được. Tôi sẽ cho người đến tiếp nhận lời xin lỗi của ông. Nói xong, quay người đi ra ngoài. Anh vừa đi vừa gọi điện cho Lang Dụ Văn, bảo anh ta dẫn đội ngũ đến nhà họ cha ở Hải Thành, tiếp nhận ít nhất 200 triệu tiền bồi thường của nhà họ cha. 200 triệu, chỉ là cọng lông đối với gia tộc lớn, nhưng đối với tập đoàn Kinh Lý vừa mới thành lập, vẫn vô cùng quan trọng. Lý Dục Thần vốn định ám thị cho Lang Dụ Văn, thực ra có thể dọa cha Võ Anh, để ông ta bồi thường thêm. Lúc này, có lẽ nhà họ cha không dám không đồng ý. Nhưng làm vậy không phù hợp lắm với phong cách làm việc của anh, hơn nữa trước mặt Lang Dụ Văn, cũng sẽ mất đi thân phận và khí độ. Cho nên anh không nói nhiều thêm, bảo Lang Dụ Văn tự nắm chắc tình hình mức độ. Ra khỏi khu nhà họ cha, lên xe, nói một tiếng, sân bay quốc tế Tiền Đường, mau lên. Hứa Quốc Lập vẫn không hỏi gì, đạp ga, chiếc xe vững vàng phi như bay. Hải Thành đến Tiền Đường không xa, có một đường cao tốc đến sân bay, lại là ban đêm, đường cao tốc rất thoáng, cho nên chưa đến nửa tiếng, họ đã đến sân bay. Lý Dục Thần ngồi trên xe liên lạc với Cao Tử Hạng. Cao Tử Hạng cũng đã đến sân bay. Ông ta đích thân ra nghênh đón, đưa Lý Dục Thần đến phòng khách VIP mà Tào Cha Lý đang ngồi nghỉ. Trong phòng khách VIP không đông, chỉ lác đác mấy người. Tào Cha Lý ngồi trên sofa trong góc của khu thương gia, tay cầm xem một quyển tạp chí. Đinh Hương ngồi bên cạnh gã ta, ánh mắt hơi đờ đẫn. Lý Dục Thần đi đến, ngồi xuống đối diện với Tào Cha Lý. Tào Cha Lý nhìn anh một cái, cũng không để ý. Nếu nơi này không phải là sân bay, thì mày đã chết rồi, Tào Cha Lý xem tạp chí, dường như tự lẩm bẩm. Nếu nơi này không phải là sân bay, thì mày đã chết rồi, Lý Dục Thần lặp lại lời của gã ta. Tào Cha Lý dường như cảnh giác được điều gì, mới ngước mắt, nhìn Lý Dục Thần. Mày là ai? Cổ trùng trên người bà Cao, có phải do mày hạ không? Thì ra là người của nhà họ Cao, Tào Cha Lý vô cùng khinh thường, thế thì đã làm sao? Là ai sai khiến mày? Cao Tử Hạng đưa người đi đến. Lúc này, mấy vị khách bên ngoài phòng VIP đã được mời đến chỗ khác nghỉ ngơi. Cả phòng khác VIP chỉ còn lại Tào Cha Lý, Đinh Hương, Lý Dục Thần và người của nhà họ Cao. Tào Cha Lý nhìn Cao Tử Hạng, hơi bất ngờ. Đây chẳng phải là ông cả nhà họ Cao, gia chủ nhà họ Cao tương lai sao? Còn đích thân đến đây. Sau đó, khi gã ta nhìn thấy Trương Băng bị áp giải phía sau Cao Tử Hạng, vẻ mặt liền biến sắc. Trương Băng chỉ vào Tào Cha Lý, chính là hắn sai khiến tôi, là hắn ép tôi làm, tôi cũng bị ép thôi. Ông cả, ông tha cho tôi đi. Cao Tử Hạng đạp bay Trương Băng, nói với Tào Cha Lý, mày còn gì để nói không? Thế thì đã làm sao? Tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, các người ngăn được tôi không? Tào Cha Lý cười lạnh lùng một tiếng, hôm nay ông đến đây, đúng là vô cùng ngu xuẩn. Ông trốn ở nhà họ Cao, tôi còn kiêng sợ mấy phần, mới mượn tên phế vật này hạ cổ trùng với ông. Ở đây, tôi có thể giết ông bất cứ lúc nào. Vậy sao? Một người phía sau Cao Tử Hạng đi ra. Người này chính là người trông giống như quản gia theo bên cạnh Cao Tử Hạng mà Lý Dục Thần gặp lần trước. Tào Cha Lý, còn nhận ra tôi không? Tào Cha Lý nhìn kỹ ông ta một lúc, hơi kinh ngạc, ông là Vạn Sơn Lâm. Đúng thế, chính là tôi, Vạn Sơn Lâm nói. Tào Cha Lý cười ha ha, xem ra nhà họ Cao cho cung phụng của Hồng Môn không ít, hộ pháp Hồng Môn đều đến nhà họ Cao, sao Vạn Thời Quân không đích thân đến chứ? Vạn Sơn Lâm nói, Hồng Môn và Huyền Hàng Môn các người không hề dây dưa qua lại, anh lại tham gia vào tranh chấp Hồng Môn, xem ra Huyền Hàng Môn các người đã chuẩn bị ồ ạt tiến vào nội địa rồi. Hừ, đây là hành động của cá nhân tôi, không liên quan đến sư môn của tôi, Tào Cha Lý phủ nhận nói. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Lý Dục Thần đi đến trước mặt Đinh Hương,
cất giọng dịu dàng, Đinh Hương. Ánh mắt Đinh Hương đờ đẫn, thơ ơ. Lý Dục Thần lấy ra một cây châm ngũ hành, cẩn thận cắm vào huyệt bạch hội của Đinh Hương, sau đó xoay nhẹ ngàng, truyền pháp lực vào cây châm. Nhóc con, đừng hòng. Tào Cha Lý đang định ra tay ngăn Lý Dục Thần. Chỉ thấy gã ta giơ tay, một bóng đen xông thẳng đến Lý Dục Thần. Vật còn chưa bắn đến, gió âm đã nổi lên, còn ngửi thấy một mùi tanh trong không khí. Lý Dục Thần phất lờ, chỉ chuyên tâm cắm châm cho Đinh Hương. Bỗng nghe thấy Vạn Sơn Lâm quát một tiếng, mày dám. Chỉ thấy trong lúc ông ta vung tay, đánh ra một đường ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng xuyên qua bóng đen, phụt một tiếng chui vào trong sofa, cũng không biết là thứ gì. Bóng đen đó rơi xuống đất, ngoe nguẩy, thì ra là một con rết. Tào Cha Lý tức giận nhìn sang Vạn Sơn Lâm. Hai bên nhìn nhau, có vài phần thận trọng. Vạn Sơn Lâm là hộ pháp hồng môn, võ đạo kiêm tu, khiến Tào Cha Lý không dám khinh suất. Vạn Sơn Lâm cũng có vài phần kiêng sợ, đặc biệt là Cao Tử Hạng có ở đây, sợ Ngộ Thương đến ông ta. Lúc này, đỉnh đầu của Đinh Hương từ từ bốc lên một luồng khí đen, ngưng tụ thành một khuôn mặt người trong không trung. Đó là ám cổ thuần túy, cũng chính là hồn dáng. Lại xa xa cũng biết dùng ám cổ, nhưng cấp thấp hơn rất nhiều so với ám cổ trong cơ thể Đinh Hương, hiển nhiên, hồn dáng của Đinh Hương là do Tào Cha Lý hạ thủ. Hồn dáng ngưng tụ thành người, dần mọc lên lông mày, lộ ra vẻ mặt hung dữ với Lý Dục Thần. Đột nhiên nghiến răng, cắn về phía Lý Dục Thần. Cẩn thận, Vạn Sơn Lâm kêu lên. Lại một đường ánh sáng trắng bay đến, cũng xuyên qua thân thể của hồn dáng. Phụt một tiếng, chui vào sofa. Thể xương màu đen của hồn dáng bị xuyên thủng ra một lỗ trắng. Nhưng hồn dáng không bị ảnh hưởng, xương khí cuồn cuộn, nhanh chóng lấp vào lỗ trắng, còn đặc hơn mấy phần so với vừa nãy. Tào Cha Lý lộ ra vẻ đắc ý. Vạn Sơn Lâm tỏ vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng lúc ông ta định ra tay lần nữa, hồn dáng đó đột nhiên tăng tốc, cắn một cái lên cánh tay của Lý Dục Thần. Mọi người đều kinh hãi. Duy chỉ có Lý Dục Thần như người không việc gì, tiếp tục giúp Đinh Hương rửa sạch khí uế bẩn trong cơ thể cơ. Đột nhiên, hồn dáng đó bỗng nhanh chóng lùi lại, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn vô cùng, dường như ăn phải thứ gì có độc. Cơ thể của nó cùng với khí xương méo mó, sau một hồi điên cuồng, liền ầm ầm tiêu tan, chỉ lúc sau đã biến mất trong không khí. Việc này, Vạn Sơn Lâm vô cùng chấn hãi. Quỷ khí không thể xâm nhập, chẳng lẽ là huyết khí thiên cương, thể mạch tiên nhân trong truyền thuyết. Đinh Hương đã tỉnh lại, gọi một tiếng, anh Dục Thần, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Em tưởng rằng không còn được gặp anh và anh Mã Sơn nữa. Lý Dục Thần nhẹ nhàng lau nước mặt bên khóe mắt cô ấy, rồi lại véo má cô ấy, cười nói, con bé ngốc, sao lại thế được chứ, anh và anh Mã Sơn của em sẽ không bỏ mặc em không lo. Cô gái xấu xa đó đâu, Đinh Hương hỏi. Đến chỗ cô ta phải đến rồi, cô ta mãi mãi sẽ không làm hại em được nữa đâu, Lý Dục Thần nói. Mấy người chị Mai và sư phụ Vinh không sao chứ? Họ đều không sao. Đinh Hương đột nhiên nhìn thấy Tào Cha Lý, kinh sợ nói, anh ta và cô gái đó là đồng bọn. Lý Dục Thần cười nói, anh biết rồi, chốc nữa sẽ đưa anh ta đi cùng cô ta. Đinh Hương gật đầu hiểu như không hiểu. Có anh Dục Thần ở đây, cô ấy cũng không sợ gì nữa. Tào Cha Lý nghe bọn họ anh một câu em một câu, trong lòng vừa kinh sợ vừa tức giận. Có thể coi như không nhìn thấy hồn dáng, hoặc là cao thủ, hoặc là trên người có bảo bối. Gã ta có vài phần kiêng sợ Lý Dục Thần. Nhưng gã ta không nỡ bỏ Đinh Hương có thể ngũ âm. Nguyên liệu nhân cổ tốt như vậy, trong trăm chọn một, trăm năm mới gặp một lần. Đã kịp chuyện chữ, các bạn chờ nha, có hối cũng không giải quyết được gì. Hết tập 11.